Dạ. Dạ, biết ơn thầy cho em cơ hội chia sẻ bài học tâm đắc ngộ của em tối hôm qua. Thật sự là em hồi trưa trong dung của yêu thương em cũng có chia sẻ là khóa trước em cũng có học sáu quan niệm chuẩn về sức khỏe, và cũng đến cái quan niệm mà thật sự là em nghe thôi, nhưng mà à rồi rồi mẹ biết rồi, mình phối hợp với mẹ một tí. Dạ thầy xin phép cho em đợi một tí, em cho bạn con cái điện thoại. Dạ. Đây mẹ cho em qua điện thoại nhé. Thì em cũng nghe, và cái câu chuyện mà tối hôm qua thầy kể thật sự khóa trước em cũng nghe, cũng rưng rưng nước mắt, và tối hôm qua em cũng nghe, em cũng rất là cảm động. Và khóa trước thì em bảo chứ, ủa sức khỏe đến từ nhà bếp mà liên quan gì tới cái này ta, sao mà khóa trước thầy cũng kể, khóa này thầy cũng kể, nhưng mà tối hôm qua em mới nhận được là cái bữa cơm gia đình nó không đến từ những cái món ăn, nó không đến từ son nồi chén bát để mà mình nấu nên cái món ăn đó, mà nó còn liên quan đến cái bữa cơm của gia đình đó, mình ngồi mình ăn trên mâm cơm đó nó có những cái quan niệm gì, con cái cũng trưởng thành từ cái mâm cơm đó. Thì cũng cũng vì vì có nghi vấn thì cái lớp này em mới 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 nhận được cái bài học, còn khóa trước em không có nghi vấn nên em không nhận được. Thì cũng chính vì mình nhận được nên là hồi tối hôm qua cái bối cảnh gọi là cái thước phim cuộc đời của mình nó cũng quay lại nhờ câu chuyện của thầy. Là ngày trước nhà em á, mỗi lần mình lên mâm á, ba em mà ai mà con cái mà đụng đũa vô trước món nào là ba em không ăn món đó. Xong cái mâm cơm đó rồi bắt đầu ông mới bảo con cái người lớn chưa ăn mà con nít là ăn trước, là ông không có chấp nhận cái vấn đề đó. Thêm một cái nữa là ngày trước nhà em á có khách, là ba em cho hai mâm, một mâm dành cho khách, một mâm dành cho con nít, chứ không có cho con nít lên mâm ăn cùng. Thì đó nó cũng trở thành một cái dấu ấn, đến sau này em lập gia đình á thì em cũng duy trì cái mâm cơm giống như của gia đình nhà em. Và nó có khác một tí ấy là nó không quá khắt khe như ba em ngày trước, rằng là người lớn phải đục đũa rồi người trẻ con mới 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 được vào, có nghĩa là mình chỉ duy trì cái bữa ăn đó thôi. Và cũng may mắn một điều đó là trong cái bữa ăn của gia đình á thì nó không có những cái bối cảnh khiến mình phải nhớ lại, mình phải nghẹn ngào. Thì thông qua cái câu chuyện của thầy thì đúng là giúp em cũng nhận ra điều đó, và cũng một cái may là cái bữa cơm nó cũng là cái gắn kết. Bởi vì với cái lối sống mà hiện đại hiện giờ em thấy cũng rất ít gia đình mà duy trì được cái bữa cơm gia đình lắm. Em thấy là đa số là ai về trước thì ăn trước, ai đó lúc nào thì ăn lúc đó. Cho nên là thông qua cái bối cảnh tối hôm qua, và cũng thông qua những cái nghi vấn khi mình bước bước đến cái lớp này thì mình nhận được, cũng giống như là cái quan niệm số 2 hôm bữa thầy chia sẻ là các hệ quy chiếu và khái niệm nguồn có lợi. Thì từ trước giờ thật sự trong trong thâm tâm là chưa bao giờ có một cái nghi vấn là làm thế nào để khỏe, mà khi nào bệnh thì làm thế nào để cho hiểu rõ cái bệnh đó rồi để mà tìm cách mà chữa thôi. Cho nên là rất là biết ơn tri thức của Quýt, rất là biết ơn thầy đã dụng tâm chia sẻ những cái thứ nhất là về kiến thức của y học nhưng mà rất đơn giản để hiểu và rất đơn giản để áp dụng trong đời sống. Rất là biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Em xin hết ạ. Dạ, biết ơn chị Dung lắm lắm. Nắng Với cái mâm cơm đó đó, mình duy trì được á thì nó quá tốt. Còn chưa duy trì được trong bối cảnh hiện tại do tính chất công việc, thì lúc nào mà mình có cái mâm cơm đó mình sống trọn vẹn cho nó. Giống như đơn giản cá nhân hiện thực gia đình của Vũ thôi. Hai anh lớn thì ở dưới quê. Vũ với thằng Út thì ở Sài Gòn, thì gần như một năm chỉ về được có vài lần thôi. Nhưng mà anh em giống như là ở gần cạnh nhau vậy đó. Cứ mỗi năm về có dịp đám hay đám giỗ hay là tiệc tùng gì đó, hay là Tết nè, anh em quây quần lại bên nhau, thì thấm thiết như thời còn còn trẻ vậy đó. Nhưng bình thường không có nói chuyện nha, bình thường không nói chuyện, không mở lời được. Nhưng cái về xong lên mâm cơm, xong cái nói chuyện hồi, xong cái ôm nhau như thời nít như rồi bao nhiêu kỷ niệm nó ùa về. Thì nó làm động lực cho mình. May mắn một điều là cứ qua một cái giai đoạn mình nhận thức được cái điều tốt lành đó,
cho nên là anh em gặp nhau không có so sánh cái này kia về tài chính, về vật chất, về này kia nọ, mà thấy cái con cháu nó trưởng thành, nó học tập tới nơi tới chốn, đó là hạnh phúc. Ừ. Cứ mỗi lần về á, mấy anh cứ nhắc hoài à, thì đất đai nhà cửa rồi kia vân vân à, giống như đợt rồi à, khi à, mùa dịch vừa qua thì gia đình cũng hơi khó khăn chút, cái à, con của anh hai em ba cái lên Hồ Chí Minh học thì hai anh rất ngại, đặc biệt là anh ba, tại anh bị tật là bị điếc từ nhỏ nên anh bị mặc cảm á. Cái lúc con đi học thì lại không có tiền, mà cháu thì nó mê học ở Sài Gòn. Cái anh bấm bụng á, thì khoảng gần 10, 11, 12 giờ đêm anh bấm bụng, anh nhá máy nhiều lần trong ngày, nhưng chủ đi thấy đó, nhá cái tự nhiên vừa reo cái anh tắt à, anh ngại không dám gọi. À, nhắn tin cũng không dám nhắn luôn. Cái bữa tối đó nhắn lời xong cái nói anh ba cũng hết cách rồi, giờ giúp anh cái cho anh ba mượn một ít để đóng tiền học phí cho hai đứa, chừng nào có cái anh ba gửi lại. Cái vụ mới hỏi lại nhiêu, anh ba nói 10 triệu, nó được rồi, cho đưa đưa cái số tài khoản em chuyển qua cho. Cái chuyển qua xong cái sáng hôm sau ăn sáng xong cái anh ba không điện lại, nó anh ba giờ cũng khó, giờ đó coi như thiếu em đi chừng nào có rồi trả. Cái vụ nói một câu, nói trả cái gì mà trả, hồi nhỏ tới lớn á anh với anh hai á là cố gắng á, là đi làm để kiếm cái đồng tiền phụ giúp cha mẹ để nuôi cho em với anh Út học, thì giờ á, cháu học để tụi em lo. Chuyện nó đơn giản như vậy thôi, thì nó khác nhiều thứ lắm à, nhưng đôi lúc mình giật mình nha, giống như cá nhân Vũ với anh Út ở Sài Gòn thì hai anh em á hồi nhỏ tới lớn đánh lộn suốt luôn thằng tuổi rồng thằng tuổi cọp, cứ hở hở đánh lộn, hở là đánh lộn à, thằng Út thì hồi tính đánh hồi nhỏ thì anh tháo thắng lắm, anh đánh ông lại mình xong cái đi học võ học năm ông thầy rồi đó học năm năm môn phái rồi, về đánh lộn với mình anh đánh gôn lại nên giờ nghỉ học luôn à, nhưng mình bất chợt cái mình nhận ra đó đó là hai anh em ở Sài Gòn nhưng mà gần như á ít liên hệ với nhau so với trước đây. Hồi xưa á, ở xa đó thì còn liên hệ, nhưng mà ở gần á thì để tần suất liên hệ nó lại khác đi, ít hơn hồi xưa. Cái mình giật mình nha, những buổi gì nào cái mình nói cái mình nhắc mình luôn á, cái mình nói mình nhắc mình luôn à, giống như hồi xưa á, khi mà Vũ còn còn nhậu, cái thầy Toàn hay lắm, thầy không bao giờ kêu Vũ bỏ nhậu, nhưng mà cứ mỗi lần mà tới cái chuyên đề sức khỏe lá gan á, cái thầy nói lên nói giùm anh cái nội dung này thầy rất là khéo léo lên nói giùm anh cái vụ này khác, cái mình nói riết cái mình mắc cỡ cái mình nghỉ luôn nè nè, thì dũng khí để mà có thể gọi cho người thân mình á, đôi lúc mình chưa đủ dũng khí, thấy vậy đó nha, chứ chưa đủ dũng khí à, mình quên một điều á, đó là à, cái khoảng thời gian mình còn nhỏ, ngay cả bản thân mình thôi, mình ôm con của mình nó gần như tới 5-6 tuổi á, nếu mà không có được cái gắn kết trái tim á, thì gần như qua lớp 1 là muốn ôm nó cũng khó. Các anh chị đây có để ý thấy không? Hỏi thiệt á, có để ý thấy điều đó không? Nếu thiếu sự gắn kết trái tim, thiếu nhìn thấy sự trưởng thành của con á, nó qua lớp 1 thôi muốn ôm nó cũng là một điều khó khăn, chứ không giỡn. Thì ngay cho bản thân mình thôi, khi con mà lớp 1 thôi à, mình muốn ôm nó thì nó không cho phép, cái tự nhiên mình cũng hụt hẫng nội tâm à, tích tắc nào đó thì mình quên một điều là ba mẹ mình cũng vậy. Đó là lý do tại sao ở quê á, các anh chị nghe cái câu này là biết liền nhớ liền, dân gian có một câu là con một táo mà cháu tới một dạ luôn Tôi có nghe câu này không ta? Cái câu này miền Tây thì nghe nhiều nè à, con một táo, táo là thúng, một thúng, một thùng à, một thúng, cái thúng đựng lúa đó à, táo một gì, cháo một dạ, dạ là hai thúng gấp đôi à, thì mình sẽ coi lại nó giống thực tiễn đơn giản đây. Ví như mình giờ cái khi lớn lên cái có con, cái cuộc sống nó chưa đủ đầy, mà đặc biệt là về tài chính khi mới bắt đầu cái công việc, thường nỗ lực kiếm tiền cái gửi cháo cho ông bà, cái sự trưởng thành của con á,
cái mình không nhìn thấy được như ông bà nhìn thấy nhiều. Thì mình bắt đầu quay ngược thời gian lại, hồi xưa ba mẹ mình cũng vậy, cũng lo kiếm tiền cái cũng không có thời gian nhìn thấy sự trưởng thành của mình. Nhưng khi mình lớn lên cái tự nhiên cái khoảng cách á nó vô hình nó làm nên cái điều đó, muốn ôm mình á thì lúc này giật mình thì mình đã lớn rồi. Cái khi mình có cháu, cái tình yêu thương dành cho cháu và tình yêu thương dành cho mình dồn lại cho nó. Cho nên thì ông bà thương con cháu nhiều hơn là bản thân mình. Rồi mình lại không nhận thức được bài học đó. Cái tới đời của mình, cái con mình cái mình gửi cho ông bà để mình đi làm. Cái tới nó lớn lên lấy vợ lấy chồng nó gửi con nó cho mình. Cái tình yêu thương của mình dành cho nó dồn hết cho cháu. Hình dung ý này không ta? À, cho nên quay về mình cũng thỉnh thoảng các anh chị cũng nhớ một câu đó là bố mẹ cũng cần những cái ôm, bố mẹ cũng cần những cái ôm. À, cái lúc mà Vũ mới quen vợ Vũ á, cái trở về ra mắt gia đình, cái hôm đó cũng là đám giỗ, cái cũng có một tí rượu, cái xỉn xỉn cái lại ôm mẹ vừa vừa cái đầu vô bụng mẹ kìa nè, cái mày giả cái mặt nó lớn à, kỳ quá, có vợ có bồ mày lên thì kỳ quá, vừa nói mà vừa cười khoái khoái giả mặt mình đẩy mình ra nhưng khoái 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 cái ôm đó. Cha cũng vậy à, thế mình giật mình phát hiện cô ông bà cũng cần những cái ôm à, thì nó nhắc nhở mình nhiều thứ lắm à, cho nên là mỗi một cái giây phút mà có cái bối cảnh bên mâm cơm cùng gia đình của mình á, cái không khí nó quan trọng lắm, nó giúp cho mình gắn kết lại cái gốc của sức khỏe tinh thần và xã hội à, còn sau đó điều kiện mà tốt hơn nữa thì cái gốc thể chất á, là chất lượng của thực phẩm, cái thói quen chế biến thói quen ăn nó giúp cho cái thể chất nó tốt hơn nhưng tinh thần và xã hội nó dẫn dắt à, giống thời xưa khi gia đình cùng khó khăn à, sáu miệng ăn một lon gạo nấu cháo à. Rồi ba mẹ cứ nói là no rồi, mấy con ăn đi. Hồi nhỏ mình đâu có biết, mình tưởng thiệt. Lớn lên cái mình nhớ lại. Cái lúc đó mình mới cảm thấy là tình yêu của cha mẹ dành cho mình lớn cỡ nào. À, nếu như có sự nhắc nhở, có bối cảnh đó, thì tuổi trẻ sẽ nhớ nhanh. Còn không thì đa phần là có con cái rồi mới hiểu lòng của cha mẹ. Thì lúc đó có thể nó tương đối là nó thời gian nó không còn nhiều nữa. À, cho nên trên cái mâm cơm đó, đó là một cái hình thức, một cái cách đơn giản để mình có thể giúp cho con nó trưởng thành nhanh. Mình cũng không mưu cầu gì con mình báo đáp, cũng không có mưu cầu gì là con nó sẽ trả ơn mình gì hết trơn. Nhưng mà cho con thấu hiểu cái đó, cái sự trưởng thành để bắt đầu thế hệ của con á, à, nó sẽ khác biệt đi so với đời của mình. Dạ. Cảm ơn chị Dung. Em mời chị Liễu ạ. À. Dạ. Dạ, em xin chào thầy Vũ và em xin chào tất cả các anh chị. Em biết ơn thầy đã gọi tên em ạ. Dạ thưa thầy, thì trong cái bài học ngày hôm qua thực sự là em cũng rất là xúc động khi mà thầy kể câu chuyện của thầy á. Tại vì thực ra thì ngày 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 lúc mà em còn bé thì cái mâm cơm gia đình nó cũng rất là gắn kết, nhưng mà từ khi mà mình lớn xong mình đi làm á thầy, thì mình không có nghĩa là ở Sài Gòn thì thường thường là có buổi sáng bận rộn để chuẩn bị cơm cho con đi học, tới tận buổi tối về thì mới được gặp lại con, cho nên bữa cơm gia đình thì cũng chỉ có một bữa trong ngày thôi thầy. Nhưng mà trong bữa cơm gia đình thì nó lại không được 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 đạt cái khẩu giống như thầy nói, là chỉ nói những cái điều mà vui vẻ, niềm tin, hy vọng, trí tuệ thầy. Những cái điều mà thầy nói cái đó là hoàn toàn không có, mà chỉ trong bữa cơm gia đình thì chỉ có hỏi han một tí là ừ con hôm nay con đi học sao, à, bài vở như thế nào, ở trên trường con ăn cái gì, có ngon hay không, à, cũng có chia sẻ với con rằng là à hôm nay ba nấu cơm cho mình ăn nè, thì hai đứa con cảm ơn ba trước đi, thì là chỉ có những cái câu giống như vậy thôi thầy, chứ chưa có biết là mình mang cái bài học kinh nghiệm của mình để mình truyền đạt cho con. Thì em vô cùng biết ơn thầy rằng là à thầy đã chỉ cho tụi em một cái là muốn cho con trưởng thành hơn á, thì trong bữa cơm gia đình là cần phải có một cái kết nối giữa cha mẹ và truyền tải lại những cái tri thức mà mình đã học được, những điều hay mà mình học được cho con á thầy.
Em vô cùng biết ơn thầy và em đã nhận được cái điều đó qua bài học ngày hôm qua. Đồng thời á thì em cũng biết được rằng là cái nhà bếp là một cái nơi quan trọng và người nấu ăn á thì cũng rất là quan trọng và họ đặt tâm vào trong cái quá trình họ nấu á. Thì em thực sự là em cũng rất là biết ơn chồng em vì đã rất là chăm lo cho mẹ con em và ảnh cũng đặt tâm rất là nhiều vào bữa ăn. Tuy nhiên á thì trong cái mà quá trình nấu ăn với lại quá trình mua thức ăn á thầy thì nó chỉ là ở một cái phần nào đó thôi chứ chưa có đủ tất cả những cái nguồn dinh dưỡng cần thiết để mà mình đảm bảo cái chế độ ăn cho cả gia đình. Thì qua cái bài học của thầy á thì em cũng rút ra được rằng là à nếu mà như vậy mình xã mình là người nấu thì mình sẽ là người đi chợ. Để khi đi chợ thì mình phải có kết cấu cái bữa ăn như thế nào để đảm bảo cái vi lượng cần thiết cho con á thầy. Dạ. Đồng thời thì cái thói quen ăn chậm nhai kỹ thì em thấy có vẻ là gia đình em chưa có có. Thì em cũng rất là biết ơn thầy đã chia sẻ. Em ý rằng là cho cả gia đình em sẽ chia sẻ rằng là trong quá trình ăn thì chúng ta phải ăn chậm và nhai kỹ để cho nó tốt cho bao tử. Thì em hy vọng rằng là các bé nhà em sẽ làm theo và sẽ học được cái thói quen này ạ. Dạ, một trong Thì những đó cách là những đơn giản đấy chị, với trẻ dạ nhỏ, một trong những cách đơn giản mà làm cho con hứng thú với những cái tri thức hay bài học đó, đó là mình đặt nghi vấn cho con. dạ Mình đặt nghi vấn cho con để con tự trả lời. Cái quá trình đó cái mình giải ra, cái hỏi lại dạ con có khác biệt gì không? Tự nhiên mà anh hứng thú cái hỏi thêm à. à dạ 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 em sẽ ứng dụng cái điều mà thầy vừa mới dạy vào trong bữa ăn. Em sẽ nói cho các bạn trải nghiệm, sau đó em sẽ hỏi các bạn là sau khi mà trải nghiệm như thế thì có cái cảm nhận gì. Dạ Dạ. dạ em biết ơn thầy đã chia sẻ và những cái tri thức của thầy thì nó rất là quý giá luôn á thầy. Và thực ra thì hôm qua nó còn một điều nữa là em vô cùng tâm đắc, đó là thầy nói rằng là nếu anh chị chưa có tìm được chưa có cái cách mà giải quyết á thì nghĩa là cái kiến thức tri thức của mình nó chưa có đạt tới chứ không phải là không có cách. Cho nên đừng có nói với ai rằng là cái đó nó không có còn cái cách nữa. Thì em thấy cái đó là nó vô cùng tuyệt quý luôn á thầy. Nó không những mà áp dụng cho về phía y học của các bác sĩ mà nó cũng áp dụng cho tất cả các cái ngành nghề khác. Nghĩa là nếu mà mình chưa tìm được cái hướng giải quyết thì có nghĩa là cái tri thức của mình nó chưa có đạt tới cái mức độ để có thể giải quyết được vấn đề đó, chứ không phải là cái điều đó là điều không có cách giải quyết. Và để cho các thế hệ sau của mình á họ tiếp nối để họ tìm ra những cái phương pháp mới, cái điều hay và cái mới để cống hiến cho xã hội á thầy. Dạ Dạ. em vô cùng biết ơn thầy vì những Cảm cái kiến ơn thức mà tuyệt quý thầy đã chia sẻ ạ. chị. Biết ơn chị. Do thầy cô truyền dạy em giống cái ống dẫn lại thôi. Dạ. Dạ em biết ơn thầy ạ. Dạ, cảm ơn chị. Mấy cái tri thức mà chị vừa nói á, ứng dụng tốt đối với giao lưu trong quá trình mình chia sẻ với con mình á. Nếu mình ứng dụng cái đó trong cái quá trình mà cùng con học tập á. Tại vì thường là con trẻ sẽ bị giới hạn nhận thức nếu như một cái bài toán hay một cái nội dung nào đó mà con không biết, hay con nói là con không biết, cái con không chịu làm nữa. Thì mình đổi nhận thức cho con là con chưa biết chứ không phải là không biết. Dạ. À, vì tại sao con không hỏi cha, con không hỏi mẹ, con không tham khảo thầy, con không tham khảo bạn. Để con mở rộng Dạ. cái biết của con ra thì bà đó con biết thôi. Ví như hồi xưa con có biết chữ không? Giờ con biết chưa? Cái mình lấy ví dụ là vậy con. À đúng rồi. Cái con sẽ bắt đầu hỏi lại. Nhưng quá trình con hỏi á, mình cũng sẽ tập cho con. Đây là cái cách hỏi. Dạ. Tức là cách hỏi mà nó mang cái tính cầu thị và khiêm tốn. Thì lúc đó người ta mới phản hồi. Chứ không phải cái gì mình hỏi người ta cũng trả lời. Dạ vâng ạ. Dạ. Em sẽ hướng cho hai bé như vậy bởi vì em cũng đặt ý rằng hai bé của nhà em sau này khi mà em tham gia lại cái lớp khóa thấu hiểu nội tâm á, em cũng cho hai bé tham gia để hai bé nắm được những cái công thức của nguồn cuộc sống này để Dạ. các bé có trưởng thành hơn trong cuộc sống. Dạ em biết ơn thầy ạ. Dạ, cảm ơn chị. Những đứa trẻ nghi vấn nhiều á thì những đứa trẻ đó người ta đánh giá thông minh hơn các đứa trẻ khác. Còn khi mình có học tập thì mình sẽ thấy à, cũng không có thông minh gì hết á, chẳng qua là nghi vấn của con nhiều hơn. Dạ vâng ạ.
lúc đó mình sẽ đổi cái nhận thức, mình sẽ không có so sánh về học lực, mình cũng không có Dạ so dạ sánh về tài lực, mà bắt đầu mình sẽ dựa vào 8 tố chất của nhân tài mà so sánh. Cơ con có mạnh mẽ học tập không? Cơ dạ con có mạnh mẽ nhận lỗi không? Có dũng dạ cảm nhận lỗi không? Có dũng cảm thay đổi không? Có dũng cảm, có mạnh mẽ kiên trì không? Có mạnh mẽ cống hiến gánh vác không? Nó 8 cái tố chất đó đó thì hàng ngày nhắc đi nhắc lại với con. À, thì ví dụ như là dũng cảm, mạnh mẽ nhận lỗi, mình khích lệ con, mình khen ngợi con, à, là dũng có là nhân tài vì dũng cảm nhận lỗi. Nhưng nếu mình Dạ. không mở rộng cái biết của con ra thì vô tình mình lại làm cho con có thói quen là cứ làm đi sai nhận lỗi là hết à, thì cái đó nó rất nguy hiểm và phải mở rộng thêm. Phải cho con Dạ thấu vâng ạ. à, dũng cảm nhận lỗi là tốt, là nhân tài rồi, nhưng nhân tài còn phải mạnh mẽ thay đổi nữa con. Cái kiến tạo đấy, mình giống như một nhà thiết kế vậy đó, kiến tạo lại cho con. Hiển Dạ nhiên dạ em là nắm ạ. mình không mà mình định hướng, dạ, đồng hành cùng con. Dạ vâng, em biết ơn thầy ạ. Dạ, Em sẽ cố gắng đồng hành cùng con. phấn đấu Dạ và phấn đấu em phấn đấu. Dạ. mình cố gắng. Dạ vâng ạ. Dạ, tại cố gắng là cảm thấy nó mệt, nhưng phấn Dạ. đấu thì nó đạt rồi, mình thêm vô. Ờ, Giống thực như ra là thì tại vì nói chung là em mới học cái nội tâm khóa K25 á thầy. Thì thực ra thì về cái mà cư xử hàng ngày á, em vẫn chưa 100% thay đổi được. Tuy nhiên á, em đã có những cái mà biết rằng là cái hành vi cư xử của mình trước đây là chưa có ổn, và bây giờ mình cần phải có những cái chuyển biến để mình giúp cho mình tốt hơn. Sau đó thì mình lan tỏa cái mà thay đổi của mình đến con, để cho con thấy là à mẹ có cái thay đổi, và từ đó thì con có một cái là không có còn bị nặng nề về những lời mẹ nói nữa thầy. Thì em thấy hai bạn nhà em bây giờ nó cũng khá ổn. Vậy là hai bạn ấy cũng chỉ là gắn kết với mẹ, không có còn mà hơi bị nặng 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 nề khi mà mẹ nói nữa. Rồi, nhưng mà em vẫn đặt ý rằng là làm sao đó mà mẹ con phải họ dung hòa cùng nhau giống như nước đó thầy, để cho nó dễ dàng và nó nhẹ nhàng hơn đó thầy. Hiểu được cái đạo của nước là một loại trí tuệ. Dạ. Chị học thêm đi, nghe lại thêm lớp, thấu hiểu nội tâm thêm nữa để Vâng. quán triệt luôn cái công thức cội nguồn. Dạ, Dạ. cội nguồn bắt cuộc sống bắt đầu từ mình chứ không phải lỗi của mình. Dạ. À, còn sau khi một thời gian nhận thức mình nâng lên rồi, cái mình bỏ luôn đoạn sau là cội nguồn cuộc sống bắt đầu từ mình, chứ Dạ vâng ạ. là từ mình bắt đầu làm. Giống như ứng dụng thêm vô là hôm trước có một cái ví dụ á, nông dân họ hay lắm, mùa sau muốn ăn cái gì là tôi bắt đầu làm cái này để mùa sau có kết quả. Vậy mình Dạ. mong muốn cái gì cho tương lai đối với con cái, đối với cái này cái kia, thì bây giờ tôi phải làm cái gì? Từ mình hết, mọi thứ từ mình. Dạ em hiểu ý của thầy. Dạ em biết ơn thầy ạ. Dạ em cảm ơn thầy rất nhiều. Tại vì thà trách người khác còn đỡ, trách bản thân mình đuối lắm. Phụ nữ thường hay có cái thói quen đó, tức là đơn giản có thể tha thứ lỗi lầm cho ai đó, nhưng với bản thân á, thì một cái lỗi lầm gì đó nhỏ xíu thôi nhưng lại đeo mang suốt cuộc đời. Dạ. Nên cái đó cũng cũng cần phải cân nhắc lại, bởi vì á, người đáng bao dung nhất trong cuộc đời này là bản thân mình. Dạ vâng, em nóng rồi ạ, em biết ơn thầy ạ. Cảm ơn chị. Dạ em mời chị Lan ạ. Dạ. Chắc là thầy cũng chưa biết. Dạ bây giờ biết. Kiến thức là sao Hoàng á. Là cái này là em mang Nguyễn Lan đấy, Mentor 5 ấy là chuyển cho em. Ngoài đời thì chắc là cũng cô ấy, nhưng mà trong lớp thì gọi là em với thầy xưng hô thầy. Thì Em thấy trẻ mà. em cũng được tham gia nhiều nhiều cái Zoom ấy,
thì tham gia lúc thì dinh dưỡng này, lúc thì về lim bích ạc này, xong là về hệ thống máy này, cô em cũng đau nhiều lắm. Xong là bây giờ đến học nội tâm cũng được tham gia mới này. Xong là chắc là bây giờ lại lại có phước phước báo nhiều hơn này, lại được gặp thầy á. Biết ơn Và biết cũng ơn duyên. được thầy giảng nhiều trình diễn cái trong cuộc sống bếp rồi mấy thứ em cũng thấy rất là hay luôn. Nghe nghe từ đầu đến cuối luôn. Có bài học gì không? Bài học thì em thấy lúc trước mình cũng có lúc cũng tính nóng sai nhiều lắm. Tính nóng võ công cao nữa không? Lúc nên lúc còn còn nhỏ thì nghịch cái gì sai một tí là đến bữa lại mới chửi con không ăn được luôn. Nhưng mà bây giờ đến đến cháu này là thấy thương lắm, là không cần chửi nữa. Dỗ nào cho được ăn nhiều là càng thấy vui. Như nãy nói đó, lúc con còn nhỏ la mắng quá, giờ đâu có nói được nữa, nên phải dồn cho cháu. Thầy đúng á thầy ạ. Bây giờ hôm nay là đến có phước báo là chắc là lần này chứ là được gặp thầy là phúc lớn nhất trên đời rồi. Phúc Hiểu của nhiều, chị, hiểu phúc của nhiều chị nhiều là lắm chị luôn hiểu rất á nhiều hết á. thầy ạ. Còn chị em mình là có nhân duyên. Em lúc trước cũng nhiều bệnh lắm thầy ạ, cho nên là cứ đi theo chỗ này chỗ nọ rồi thuốc đến các kiểu á. Bây giờ thầy đến nói đến cái bếp nữa thì em cũng lại lại hiểu hiểu sâu hơn nữa. Sao mà lại có một cái thầy mà đến nói là còn trẻ này mà nói mà cảm động luôn. Mắt tính đến khuya mà cũng không biết buồn ngủ luôn. Biết ơn thầy nhiều lắm. Nghĩ lại bây giờ phần đời còn lại chắc là không bao giờ nóng. Phần lời còn lại mình vui vẻ chứ đừng Vui nói vẻ. không bao giờ nóng Chắc nữa. là em mới biết đến cái em Nguyễn Lan cũng lâu lắm rồi, xin cái số điện thoại lâu lắc lâu lừa nhưng mà tự nhiên là không bao giờ liên lạc. Xong rồi đến một ngày nào đó thì tự nhiên lại gọi đi. Gọi đi xong là em mới giới thiệu cho bây giờ được vào đây gặp thầy luôn Cảm ơn á. chị. Vui quá thầy ạ. Cũng cảm thông vừa cười mà rớt nước mắt luôn ạ. Mình Cảm tạm ơn thầy thời nhiều lắm, mình biết ơn thầy nhiều, biết ơn cả lớp luôn ơn. Biết ơn chị. á. Chào thầy, chào cả lớp. Nhà mình ứng dụng cái này trong dịp Tết này nè. Nếu ai đó có về quê, còn Đúng nếu ạ. ai đang có duy trì bữa cơm gia đình của mình á, thì mình thay đổi tâm thái thôi, trong bữa cơm là nó sẽ khác đi. Có lúc em cơm mà đấy đồ ăn mà chỉ có một cô mà bỏ đi cả mâm không ai ăn luôn. Có một câu mà cả mâm đến thịt luôn đúng không? nghĩ lại bây giờ thầy nói thì đúng là rõ ràng như thế thật đó đấy. Giờ cũng trên này thì em cũng được chuyển lời đến là cảm ơn em Nguyễn Lan ở Mentor 5 á. Cho nên là thì em mới biết được đến gặp thầy giờ này. Mấy hôm. Kỳ vọng trong khóa này mình sẽ cùng huân tập thêm khái niệm nguồn có lợi cho sức khỏe cũng như trong cuộc sống của mình. Đúng thật đó thầy ạ. Càng đi vào sâu càng hiểu nhiều và càng biết nhiều lắm luôn á. Cảm ơn em Nguyễn Lan, cảm ơn thầy và
Cảm ơn cả lớp. Em Dạ. phép hạ tay á thầy. Dạ, cảm ơn chị. Chào thầy. Dạ. Dạ. Nên tri thức trong nhân loại này là do vay mượn mà có thôi. Dạ, không học từ người này cũng người khác. Nó chẳng qua là mỗi người có phước báo một mảnh. Cái mỗi người ta có một vai trò riêng. Giống như cá nhân em thì chắc dính cái nghiệp sức khỏe. Nếu nói theo kiểu của dân gian ha. Nè, thì thôi có vay thì có trả. Thì cho nên là đang trả nè. Dạ. Nên là cho phép em làm cái đó. Giống như hôm trước có một câu mà khi em cách đây khoảng mấy năm á, em còn hỗ trợ một cái phòng khám ở bên chùa á, cái thỉnh thoảng cái em qua bên đó em hỗ trợ. Rồi đó em qua em làm cái em của ông thầy phụ trách chính bên đó. Hôm đó qua cái còn có mình thầy à, lính nó nghỉ hết trơn rồi. Cái vũ vô thăm thầy xong lúc đó có khoảng 4-5 người mà toàn là ca tai biến không à, tới phục hồi chức năng. Mà ca nào ca nấy là nặng cỡ 80 kg trở lên. Lúc đó chưa có ăn sáng luôn, mới vô à. Cái ông cũng con mình, ổng thấy ổng con mình thấy cực quá. Cái Vũ mới xin phép, nói dạ cái này em hỗ trợ được không thầy? Nó được, hỗ trợ được, mừng lắm, làm đi. Chưa ăn sáng gì hết à, phóng vô làm 4 người, mồ hôi mồ kê này kia, trời ơi, đổ nhầy nhụa chứ. Mấy cô mấy bác thấy mình làm nhiệt tình quá, cái cảm ơn. Cái ra nói trời ơi, cái chú này mới qua chưa ăn sáng nữa mà làm nhiệt tình quá, phước để đâu cho hết. Vừa nói xong cái lúc đó cái lỗ mũi mình nó bự ra. À, ông thầy ông phán có một câu thôi là mình tỉnh ngộ liền. Ông nói phước gì đâu à, phước cái gì đâu, tự nhiên khơi khơi lũi qua dính 4 ca nó nặng cỡ đó đó, thì nó mắc nợ mấy cô mấy chú đó, nó qua nó trả, nó cho nó trả đi, cái phước báo gì. Này lâu nay nó có qua đâu, tự nhiên bữa nay qua cái đụng luôn à. Cái nghe thầy nói một câu một cái tỉnh ngộ luôn. Tại vì á, nếu không có người nhắc nhở á, nên đôi lúc mình làm một cái gì đó cái mình cảm thấy nó hay, mình cảm thấy nó tốt, cái từ từ cái ngã mạn, cái mình tự cho mình cái quyền yêu cầu người này người nọ, thì chính cái giây phút đó là đốt sạch luôn những gì mình tạo dựng mình không biết. Nên là cuộc đời này nếu có người nhắc nhở mình vậy mừng lắm. À, nên là con người thì không thích dạy dỗ nhưng ta thích nhắc nhở. À, nên hiểu cái này xong ở trong cuộc sống á, nếu được thì đối với con cái thì mình cũng là người nhắc nhở thì nó nhẹ nhàng hơn. À, khi em ý thức cái đó xong nó đỡ chút xíu trong cái quá trình mà em giao tiếp với con á, nó nhẹ hơn trước đây. À, thường là mình hay yêu cầu, giống như cá nhân Vũ hồi trước thì nguyên dòng họ thì Vũ gần như là người học đầu tiên. À, thì cái gì mình cũng phải tự bường, cần cù bù thông minh, nên mình thấy não làm biếng cái mình bực. Nó học mà làm biếng là mình bực lắm, cái mình hay la. À, mình hay la cái dần dần cái mình mới phát hiện, tại vì người ta thông minh nên ta học lần ta nhớ, mình thông minh không bằng mình phải tốn nhiều lần hơn chứ không phải người ta học không được. Mỗi người có một kiểu học, cái dần dần cái mình đổi nhận thức luôn, cái nó khác. Con cái mình giờ cũng vậy, hai đứa con của Vũ giờ tánh nết này kia nó ngược nhau hết. Chị hai học rất là nhanh. À, và cái quên của chị cũng theo đó mà hình thành. Dạy hôm mới dạy vô nhớ, làm cái gì cũng rót rót nhanh lắm, qua hôm sau hỏi lại không nhớ gì hết. Mẹ dạy mắc cười lắm, bữa đó mẹ dạy cho bài toán, làm xong dạy ngồi không biết sao hai mẹ con cãi lộn. À, lên nói mẹ dạy con hồi chắc máu lên đầu quá Kim. Cái Kim trả lời một câu cái mẹ nín thinh luôn, nó hôm trước còn nghe cha dạy nó máu hiển nhiên phải lên đầu chứ mẹ, cái bà nín thinh luôn, không nói gì nữa, ông xuống ông dạy nó đi tôi chịu hết nổi. Nó nghe mình dạy lớp xương khớp, nói cha hôm trước cha dạy cha nói hôm trước trên lớp cha dạy cho nó máu hiển nhiên phải lên đầu chứ mẹ, cái bà nín thinh luôn. Điện lên nó không xuống ông dạy được tôi chịu hết nổi rồi. Rồi xuống dạy xong bữa sau bà cũng quên nữa. Nhưng mà bạn nhỏ à,
thì ổng nhớ là ổng nhớ luôn, cái gì ổng nhớ là ổng nhớ luôn, ổng khắc ghi trong trong tâm trí ổng á. Thì cái anh này là cái anh có sự kiên trì, cái tánh của anh này thì kiên trì, cái tánh chị hai là thích cái gì nhanh nhanh gọn lẹ ngược nhau, nên mỗi đứa mình phải có một cách nhắc nhở. Dạ biết ơn cả nhà. Chúng ta sẽ tiếp tục nội dung với quan niệm số 5. Chúng ta sẽ tiếp tục nội dung với quan niệm chuẩn số 5. Quan niệm chuẩn số 5 đó là bác sĩ tốt nhất là chính mình. Quan niệm chuẩn số 5. Bác sĩ tốt nhất là chính mình. Bác sĩ tốt nhất là chính mình. Bác sĩ tốt nhất là chính mình. Còn báo khi âm thanh bị lỗi nữa chứ. Dạ âm thanh nó không có lỗi gì, nó vẫn nghe rõ gì. Dạ. Chị ra hát, ra hát vô bị quên. Dạ bác sĩ tốt nhất là chính mình. À, với quan niệm này á, nó sẽ liên kết liên tưởng tới một cái câu nói của ông tổ ngành y học hiện đại á. Ông tổ của ngành y học hiện đại mà ai tốt nghiệp ngành y ra thì đều làm cái đó, đó là lời thề Hippocrates á. Ông Hippocrates á. Dạ ông có một câu quan trọng lắm, và cái câu đó là cái câu dẫn dắt định hướng, nhưng mà dần dần trong trong cuộc sống á, định hướng đó nó bị theo một cái chiều hướng khác đi, nên con người quên đi những cái nền tảng. Ông tổ ngành y học hiện đại đã nhắc cái câu nói này, ông nói là gì, đó là bản năng của con người là thầy thuốc, thầy thuốc là bản năng, bản năng của con người là thầy thuốc là bản năng. Thì ý cái câu nói này của ông á, đó là nó nhắc tới cái từ này nè, liên kết tới xã hội á, thì đây là cái từ mà chúng ta bây giờ được nghe nhiều và người ta hướng tới nhiều trong cuộc sống, nhưng mà thường là hiểu nó chưa tới, hoặc là quá trình truyền tải á, cái người nghe nghe chưa đủ đầy, cho nên thường là định hướng nó cũng chưa có đủ đầy. Thì mình làm rõ lên cái định hướng của ông, để từ đó mình liên tưởng và mình ứng dụng trong cuộc sống của chính mình để mình khỏe hơn với câu nói này. Thì bản năng của con người là thầy thuốc chính là bản năng, thì nó liên quan tới cái từ này. Đây là cái từ tự chữa lành. Tự chữa lành. Cả nhà khi nhắc tới từ này thì mình đều biết đúng không? Bao nhiêu trong số các anh chị đã nghe cái từ này rồi trong khoảng vài năm nay? Dạ, các anh chị có nghe cái từ này chưa? Dạ.
Dạ. Bản thân của mỗi người đều có cái năng lực này, mà ông tổ ngành y học hiện đại gọi là bản năng. Bản năng của con người là thầy thuốc. À, thầy thuốc chính là bản năng. Hay cái câu mà dịch ra tương đối đủ đầy á, đó là bản năng của con người là thầy thuốc của chính họ, và thầy thuốc chính là bản năng. Thì nó nhắc tới cái câu này, nó gọi là tự chữa lành. Hệ miễn dịch là một phần của cái cơ chế này. Hệ miễn dịch là một phần của cơ chế này. Còn nếu nó hệ miễn dịch là tự chữa lành thì chưa đúng. Mà nó bao hàm rất nhiều cái hệ thống công năng trong cơ thể. À, hệ thống duy tu, à, nó cộng hết lại thì nó mới ra được cái công năng tự chữa lành. Bản năng tự chữa lành. Ở đây chúng ta sẽ lấy cái ví dụ rất đơn giản mà cả nhà có thể hình dung được nè. Có thể hình dung được nè. Các anh chị hình dung lại, à, hồi nhỏ tới lớn của mình nè, đã nhiều lần mình bị đứt tay, bị trầy da trớp dãy. Nhưng mà rồi đôi lúc cái mình quên luôn thời gian, cái mình quay lại cái tự nhiên mình thấy lành hết luôn không? Thành hình dung ý này không ta? Có một số anh chị ở đây nè, các anh chị nhớ là từ nhỏ tới lớn có những lần mình bị đứt tay nè, à, hay là gì mấy anh bị mấy chị nhéo ngắt bị cắn. À, rồi sau thời gian những cái chỗ tổn thương đó đó ở bên ngoài da đó thì nó cũng lành lại, nó cũng không có để lại sẹo. Ừ. À, nhưng mà có một số người thì lại để lại sẹo. À, thì ở đây á, ví dụ mình sẽ lấy một cái cơ chế đơn giản, đó là cái cơ chế mà cầm máu đi. Một người nào đó bị đứt tay cái chảy máu, thì hiểu một cách đơn giản thì đứt tay cái hệ thống mao mạch nó bị vỡ ra. À, rồi vị trí mạch máu lớn thì nó khác nữa. Hiểu một cách đơn giản, khi mà đứt tay một cái chỗ vết thương đó đó, cái sự tổn thương đó đó, cái vết hở đó đó, nó lớn hơn cái phân tử hồng cầu, nó lớn hơn cái phân tử hồng cầu, cái hồng cầu nó bị thoát ra, gọi là hiện tượng chảy máu. Thì ngay cái lúc mà cơ thể của ai đó bị đứt tay, cái máu nó thoát ra, cái cơ thể nó nhận dạng được, nó nhận biết được. À, nó nói với não bộ á, nó là bị đứt tay rồi, chỗ đó đứt rồi, xử lý đi. Cái não bộ bắt đầu nó rà soát lại, phân khúc lại. Hiểu cách đơn giản nha, nó điều phối là đứt tay đúng không? Ok, đứt tay xử lý đi, ai làm nhiệm vụ này? À, bao quát, đưa xuống, đưa xuống, đưa xuống. Cái lúc này á, à, ngay chỗ vị trí đứt á, cơ bản bắt đầu gì? À, cái sợi tơ máu á, cùng với tiểu cầu á, nó chạy tới. Cơ bản nha, à, nó chạy tới. À, nó chạy tới. Trong đó có thêm cái một phần cái khoáng chất canxi nữa, hoặc là vitamin K nữa, nó hỗ trợ thêm nữa. Nhưng cơ bản đó là cái sợi tơ máu á, cùng tiểu cầu nó chạy tới, nó kháng viêm và nó đang làm một cái mạng lưới, cái nó lắp lại cái chỗ bị hở đó, và cái lưới nó lắp lại đó nó nhỏ hơn cái phân tử hồng cầu, cái hồng cầu nó không thoát ra nữa, gọi là cầm máu. Sau khi cầm máu rồi, cái cơ thể báo hiệu chỗ này nó bị đứt rồi đó, bị tổn thương rồi đó, xử lý đi. Cái cuối cùng hồng cầu nó mới vận chuyển, nó đưa những cái nguyên liệu phù hợp tới. Giống như muốn xây nhà thì xe vận tải sẽ chở cát đá xi măng tới, thì trong cơ thể của mình cái thời điểm đó đó, hồng cầu nó sẽ chở cái nguyên liệu tới cái nơi bị đứt, bị tổn thương đó đó, mà nó tái cấu trúc lại. Nếu như nguyên liệu tới nó phù hợp, nó đủ đầy, thì cái chỗ đứt đó nó được sửa chữa cách phù hợp, nó lành lặn, không có sẹo. Nhưng nếu nếu mà nguyên liệu chở tới mà nó không đủ thì bắt buộc ở nơi đó cơ thể phải sơ hóa nó lại. Đó, cái tế bào xung quanh đó, đó nó phải sơ hóa lại, hay hiểu cách đơn giản nó biến thành những cái tế bào sơ để lắp lại cái khoảng hở đó, nên dần dần cho nó hình thành sẹo. Nên ở cái góc độ dinh dưỡng, hiểu một cách đơn giản ở những vết thương cho phép đó, thì sẹo là một cơ chế của việc cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng trong quá trình tái sửa chữa. Thì những gì mình ăn vào trong cơ thể của mình, uống vào trong cơ thể của mình, cái thông qua sự vận hành của cơ thể, thông qua hệ thống tiêu hóa, thông qua hệ thống miễn dịch, thông qua hệ nội tiết, thông qua hệ này hệ kia vân vân. À, nên cơ thể của con người là một hệ thống tinh vi, là một bộ máy rất tinh vi.
Còn nghiên cứu rộng hơn thì ta còn nói cơ thể con người á, như một tiểu vũ trụ. Nó có sự vận hành riêng và chi tiết đến mức mà khoa học tới ngày hôm nay vẫn chưa có thể nghiên cứu hết được đó. Và một trong những cái cơ chế đó, đó chính là cơ chế tự chữa lành. Cơ chế tự chữa lành. À, chỉ cần cho nó đủ nguyên liệu và thời gian ra, đủ điều kiện và thời gian, thì ngay cái thời điểm đó, nó sẽ kích hoạt cái năng lực này. Nó sẽ kích hoạt cái năng lực này. À, vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm hiểu làm sao cho cái năng lực tự chữa lành này nó kích hoạt. Để mình có thể ứng dụng và phối hợp vào trong cuộc sống hàng ngày của mình, trong khía cạnh của sức khỏe, để sức khỏe nhanh phục hồi hơn. Sau khi mình nắm vững hết các khái niệm nguồn này, mình sẽ hiểu được thực sự cái câu nói bác sĩ tốt nhất là chính mình là sao. Dạ. Vậy thì chúng ta thấy ở mặt, ở da, ở cơ thể của một người, ví dụ về thống da thôi, đã từng tổn thương và đôi lúc mình cũng quên luôn, mình cũng không nhớ tới, nhưng tự nó cũng chữa lành được, nó cũng lành, nó không để lại sẹo. Thì bên trong cơ thể của chính chúng ta, bên trong cơ thể của mình, sự vận hành bên trong cơ thể của mình hàng ngày nó cũng có sự tổn thương nhưng mình đâu có nhìn thấy được. Trong quá trình mình ăn uống, cái niêm mạc của thực quản, hệ thống đường ruột nó cũng có khả năng trầy xước mà. Máu nó vận chuyển trong mạch máu, thì trong mạch máu có nhiều cái yếu tố hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, cholesterol, những chất có lợi, những chất có hại, vân vân và vân vân. Thì sự vận hành trong mạch máu đó thì hiển nhiên mạch máu hàng ngày nó cũng sẽ có những cái bất ổn. Ví dụ như là gì? Mạch máu như quốc lộ, từng thành phần nó vận hành trong mạch máu giống như phương tiện giao thông. Thì trên toàn quốc mình thấy gần như thì ngày nào hỏng chỗ này thì chỗ kia nó cũng có những cái vụ va quẹt nhỏ lớn khác nhau. Thì nó làm cho đường xá này kia nó cũng ảnh hưởng đi phần nào đó, ít hay nhiều. Nhưng nếu như mà cái chỗ bị va quẹt, tai nạn giao thông diễn ra mà có cơ quan hỗ trợ phù hợp, có người dân người ta nghiêm túc trong cái quá trình vận hành và khi vừa diễn ra người ta có trách nhiệm ra xử lý ngay thì mọi thứ nó trở lại bình thường. Mạch máu của con người như quốc lộ, từng thành phần vận hành trong đó giống như phương tiện giao thông, va quẹt hay tổn thương nó cũng sẽ diễn ra bình thường. Nhưng nếu trong hệ thống đó nó có cơ chế tự chữa lành, tức là tự sắp xếp được, thì những cái vụ va quẹt, những tổn thương đó nó cũng sẽ chữa sửa tức thời mà cơ thể nó cũng tự chữa lành được, không cần tới các yếu tố khác bên ngoài tác động. Hình dung ý này không ta? Các anh chị hình dung được ý này không? Nhưng mình không nhìn thấy được bên trong. Mà cái gì không nhìn thấy được thì mình là không, mình lại cho là nó không có. Ví dụ vậy. Mà phần lớn nó giống vậy. Vậy thì khi nhắc tới yếu tố này á, chúng ta sẽ thấy rằng cơ thể của con người dù lớn hay nhỏ, trong suốt phần đời sinh tồn của họ, ở bên trong của họ đã diễn ra một cái quá trình tự sửa chữa, tái cấu trúc lại khi nó có bất ổn. Chỉ có bản thân mình chưa nhìn thấy. Mà những cái mình nhìn thấy được hàng ngày, nó cơ bản là qua hệ thống da mà ta, thì nó cũng đã có cơ chế đó. Vậy thì miễn là mình hiểu được cái sự vận hành của nó xong rồi, cái mình tạo mọi điều kiện thuận lợi để cái cơ chế này luôn vận hành trong cơ thể của con người, đó là một trong những yếu tố giúp tuổi thọ tăng trưởng và con người sẽ trẻ hóa. Kịp kịp ý này không ta? Nắm nắm kịp ý này không ta? Dạ. Vậy để tăng cường cái này, để kích hoạt cái năng lực này, nó cần hai điều kiện cơ bản. À, các cao nhân trong ngành nghiên cứu xong á, cái họ quay lại họ nói, họ chỉ ra cho mình, họ chỉ điểm. Đó chính là để kích hoạt được cái năng lực tự chữa lành này á, nó cần hai điều kiện cơ bản. Phải hiểu cái này nha. À, nếu không với niềm tin mù quáng là coi chừng nguy hiểm tính mạng nha. À, có một số người bị bệnh tật, cái nghe người ta nói là gì, cơ thể con người có năng lực tự chữa lành, cái mọi lời khuyên của người khác, của bác sĩ, của người chuyên môn, cái không thèm nghe. À, bệnh nặng luôn, cái gì nó không sao, tôi có năng lực tự chữa lành, tôi có năng lực tự chữa lành, về nó tự chữa rồi xong về tây hạ nhưng mà không thỉnh được chân kinh.
Hình dung ý này không? Cứ đâu phải đứng ngoài cửa la làng lên tôi sẽ khỏe, tôi khỏe. Tôi tin tôi là người khỏe mạnh. Đố các anh chị la làng vậy đó khỏe không? Cái niềm tin nó xuất phát từ bên trong chứ đâu phải la ra bên ngoài. Hình dung ý này không? Dạ. Nắm nắm được cái đó xong á thì chúng ta mới bắt đầu vận hành một cách phù hợp cái thông tin này. Nên cái đầu tiên á, trong yếu tố về mặt y học thì người ta nói để kích hoạt được năng lực tự chữa lành á, đầu tiên là phải không sợ đau. Không có sợ đau. Nè, theo y khoa á, thì người ta nói là không có sợ đau. Đó. Rồi. Nhưng nghiên cứu kỹ hơn về mặt chiều sâu. Mình đi ngược dòng lịch sử của các bậc tiền nhân, của những danh y thì phân tích kỹ xong mới phát hiện ra cái thực chất á, nó không phải là không sợ đau mà là không sợ chết. Đó, không sợ chết. Rồi nghiên cứu sâu thêm nữa chứ không phải là ở về mặt ngôn từ thì mới phát hiện rằng thường những ai đó mà kích hoạt được năng lực tự chữa lành thì người ta ghi nhận lại là thường nằm ở những bậc chân tu, ở những người mà có thể đạt được sự thanh tịnh nơi nội tâm của chính mình, ở những người mà người ta gọi là gì, bậc tu thiền và đắc đạo, họ có thể tự chữa lành được những cái yếu tố đó. Thì khi hiểu được cái này xong ráp hết lại cái nhận định lại, vậy thì một người á có thể kích hoạt được năng lực tự chữa lành á, nó không đơn thuần là không sợ đau, không sợ chết, cũng không có cần phải chân tu gì hết, tu hành gì hết á, mà là cái bản thân của người đó đó thấu suốt được nhân sinh. Họ thấu suốt được nhân sinh. Thấu suốt nhân sinh. Họ làm chủ được nội tâm của chính mình. Một trong những cái họ thấu suốt đó chính là quy luật sinh lão bệnh tử. Trường hợp này các anh chị cũng đã gặp rất nhiều trong cuộc sống. Các anh chị cũng đã gặp rất nhiều trong cuộc sống. Cá nhân Vũ thì gặp cũng tương đối nhiều. Có trường hợp đó là mẹ của một người bạn gọi là em á, năm đó là khoảng 57 tuổi, bị ung thư vú, vào bệnh viện ung bướu. Cái chung cái căn phòng đó là rất nhiều người cũng bị giống vậy. Thì có một người cô nhỏ tuổi hơn cũng bị ung thư vú, nhớ không lầm á thì nhỏ hơn khoảng 5-7 tuổi gì đó, hình như 49 hay 52 gì đó, cũng bị ung thư vú. Rồi lúc ngồi mà giao lưu á, buổi trưa á, thì cái người mà nhỏ tuổi hơn rất là lanh lợi nha, nói chuyện rất lanh lợi. Và khi mà nghe nói chuyện á, thì ai cũng đoán là cái người này rất là lạc quan. Ai cũng nói người này rất là lạc quan, chắc sống tốt lắm, không có kiểu gì bị chứ. Bà nói rất là vui vẻ, ngày nào vô cũng kể chuyện cười, cũng nói cho mấy người kia nghe. Bà bóc phá một câu này nè. Cuộc sống mà ai không chết. Ai mà không chết. Nên có gì đâu lo. Ai rồi cũng chết mà, có đâu lo. Mới có bốn mấy, năm mấy tuổi. 49 hay 52 vậy đó. Thì trong quá trình giao lưu đó thì một ngày đẹp trời cái người mẹ của đứa em đó nghe cái câu nói là gì, hu ai rồi cũng chết có đâu lo, thì không biết ngộ sao đó không biết nha, nhận thức thì sao đó mình không biết, ngộ sao đó không biết, tự nhiên là gì phối hợp hết với những gì bác sĩ chỉ xong cái về quê á, thì nó ai cũng chết có đâu sợ, trị bác sĩ trị được cái theo đó, về vui vẻ bắt đầu sao đi tập luyện thể dục thể thao hát hò vui vẻ với bạn bè. Thì tới giờ vẫn còn sống nhăn, sống khỏe mạnh. Còn cái người mà nói ai rồi cũng chết, tuần sau lên chết thiệt. Bà chết trước hết tất cả những người kia trong khi bà trẻ nhất. Thì lúc này mới phát hiện ra điều cái giây phút nếu ai đã trải nghiệm nhân sinh rồi á nha.
Mà ở đây á thì thường nhận thức của xã hội, định hướng của xã hội, ta thường nói là những người lớn tuổi có trải nghiệm cuộc đời, thì nghe cái người đó nói xong á mới biết á, ngoài mặt thì vui vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong rất là sợ hãi, bên trong rất là sợ hãi. Và chính cái sự nỗi sợ bên trong đó nó làm cho nó phát sinh ra vấn nạn và ra đi nhanh hơn những người khác. Điều này các chị sẽ thấy được trong một vài câu chuyện thực tiễn trong cuộc sống. Hai người cùng tên tuổi, hai người cùng tên tuổi đi khám bệnh, cùng giới tính, nhưng vô tình là quá trình trả kết quả nó trả ngược. Nó liên quan tới yếu tố tinh thần á, trả ngược. Người bị ung thư á thì vô bác sĩ trả nhầm kết quả của người kia, nói bình thường không sao hết, chỉ có mở máu rồi. Ông mở máu á, vô đi trả nhầm kết quả của ông kia, nói ông bị ung thư rồi. Thì cuối cùng cái ông bị ung thư á, nhận cái kết quả nhầm đó, về cái sống tốt, sống khỏe, nó chỉ cần ăn uống điều chỉnh lại cholesterol, đừng ăn mỡ, đừng nhậu nhẹt nữa là ổn. Vậy hả? Mừng quá. Vậy là kết quả trước cái sai rồi. Cái về vui vẻ, hào hứng lại, sống tốt lại, từ từ lên tái khám ung thư hết thận. Còn người mà bị mỡ máu thôi, nhận được kết quả ung thư rồi, vài tháng sau ra đi. Và có một câu chuyện thêm nữa. Câu chuyện này thật hay không thì không biết nha, nhưng mà lan truyền trong mạng xã hội nhiều. Có hai vợ chồng đó, cũng nhớ không nhầm là người Anh đó. Cái giây phút cuối đời thì cũng phát hiện là ổng bị ung thư, mà tổng tài sản thì còn lại mấy triệu euro gì đó. Lúc này á, thì cũng còn hai vợ chồng mà cũng không còn thân thích gì, mới bàn với công ty du lịch á, mới ký cái hợp đồng là đưa hết tất cả cái hồ sơ bệnh án nha, mà bác sĩ chẩn đoán á, là sống không quá 1 năm. Thì tổng tài sản của ông còn tới vài triệu euro lận, thì ông mới ký hợp đồng với bên du lịch á, nó là giây phút cuối đời của tôi á thì bác sĩ chẩn đoán cũng không quá 1 năm, thì mà tài sản tôi còn nhiêu nè, thì thôi giờ làm cái hợp đồng, giờ tôi muốn đi đâu chơi dẫn tôi đi đó. Thì xuyên suốt trong khoảng đến khi tôi chết, cái hợp đồng này là đến khi tôi chết, số tài sản còn lại thì thuộc sở hữu của công ty, của doanh nghiệp. Thì công ty mới ngồi tính toán lại, nếu mà theo đà này đi chơi thoải mái hết, vốn hết vài triệu đô, vài triệu euro, mà trong khi ổng còn sống cũng không quá 1 năm, ngày nào cũng đi chơi cũng không hết nữa, thì hợp đồng này nhận. Mà không ngờ cuối cùng hai chồng đi chơi á, cái nội tâm sao đó không biết, thì chơi vui vẻ giây phút cuối đời mà, còn hai chồng đó vui vẻ ăn chơi đi đâu đó cứ thoải mái đó, quay lại thời trẻ. Thì hướng dẫn viên đoàn với công ty nữa, sao mà hoài không chết. Cái kéo dài tới vài năm, 2 3 năm, mà lúc này là công ty coi lại tình trạng sức khỏe sao, nó ông ung thư, bác sĩ nói chẳng đó không quá 1 năm, mà sao thấy ông trẻ lại nữa. Thì lúc này xin hủy hợp đồng, tại vì nếu nữa là lỗ. Nên từ đó ta mới liên 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 kết tới, liên tưởng tới, đó là gì, nó liên quan tới nội tâm, mà một trong những cái ảnh hưởng lớn nhất đối với sức khỏe của con người á, theo chiều hướng nào, nó liên quan tới chữ nhân, đó chính là tình yêu thương, tình yêu á. Nên người ta nói là gì, ung thư sợ nhất là tình yêu. Và đó cũng là lý do về cái khía cạnh nội tâm, về khía cạnh của sức khỏe, các anh chị cũng đã từng nghe ta nói nhiều, đó là có rất nhiều ung thư trong cuộc đời nhưng tới hiện tại chưa phát hiện ra ung thư tim. Các anh chị có thấy đó không? Không có ung thư tim à, bởi vì trái tim nó tượng trưng cho tình yêu. Còn trong quá trình y học á, sự yêu thương nó sẽ kích phát và tạo ra cái hormone hạnh phúc, mà từ đó hormone đó đó nó làm cho ta gì, trẻ hóa dần dần, và còn nhiều cái yếu tố khác nữa. Nên việc mà kích hoạt được cái năng lực tự chữa lành đó, không phải là hô hào nó tôi có năng lực tự chữa lành, con người có năng lực tự chữa lành, không phải, mà là bản thân người đó phải thực sự thấu suốt, thấu hiểu mình, thấu hiểu nhân sinh. Mà trong lớp nội tâm đó, thấu hiểu nhân sinh được gói gọn trong vài câu nói, đó là hiểu hiểu mình, hiểu người, hiểu người xong quay lại hiểu mình hơn. Nếu gói gọn một vài câu nói trong cái khái niệm thấu suốt nhân sinh, đó là hiểu mình thì hiểu người xong quay lại hiểu mình hơn, thì một trong những cái hiểu mình hơn đó là hiểu về sự vận hành của cơ thể mình, nắm được các khái niệm nguồn liên quan tới cái cơ thể này nè. Đối với Tây y, nguyên lý vận hành của cơ thể theo Tây y thì cơ thể vận hành sao, đối với Đông y thì cơ thể này nè nó vận hành như thế nào, đối với dinh dưỡng nó sẽ vận hành như thế nào, đối với dân gian nó vận hành như thế nào.
Và khi thấu suốt cái đó rồi, họ sẽ hiểu mình. Họ hiểu mình xong rồi, quay lại cái thực trạng của cái vấn nạn sức khỏe. Có họ hiểu được, à, vậy là hiểu xong rồi, chị chỉ cần cho cơ thể nó có đủ cái điều kiện, thì ngay cái thời điểm đó, họ đối diện với sức khỏe nó rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Nên các anh chị sẽ thấy điều này nó sẽ hiển lộ ra vật chất, đó chính là cùng một căn bệnh. Nhưng có người đối diện với nó rất vui vẻ, đơn giản, nhẹ nhàng. Nhưng có người thì đau khổ. Nó chỉ là viêm gan B thôi. Nhưng có người nghe tới viêm gan B giống như đã nhận cái bản án tử hình. Nhưng mà có người nhận viêm gan B, nó viêm gan B hả? À, biết rồi. Vậy để tôi ăn ở cho đàng hoàng lại. Cái họ vui vẻ họ đón nhận, cái họ về họ nghiêm túc theo phác đồ của bác sĩ, cái họ đổi cái lối sống này kia, cái từ từ họ qua khỏi. Nhưng cái người nhận cái đó xong rồi là bất ổn. Cụ thể nhất đó là gì? Là ung thư. Khi đón nhận ung thư, các anh chị sẽ thấy bình thường nếu thiếu cái thấu suốt nhân sinh này nè, không làm chủ được nội tâm của chính mình, thì cầm cái tờ kết luận là bị ung thư, bị ca thôi, thì ngay cái thời điểm đó đã chết lâm sàng, đợi ngày chôn đó. Còn người thấu suốt nhân sinh, nhìn lại ung thư cái, bị ung thư cái, họ hiểu, à, ung thư, tự rà soát lại liêm chính nội tâm, cái họ biết, thì tế bào ung thư nó cũng là tế bào của cơ thể mình mà, nó cũng là một tế bào trong cơ thể. Nhưng mà do cái quá trình mình sinh sống, cái mình vận hành không phù hợp, nên tế bào nó bị biến tính đi. Cái tế bào đó nó bất ổn, nó chuyển hóa theo cái chiều hướng đặc biệt. Nó giống như trước đây đôi bạn thân, à, nhưng mà do ăn ở không phù hợp, cái mối quan hệ đó không còn như trước, cái trở thành kẻ thù, cái cuối cùng hệ lụy trong mối quan hệ. Thì tương tự như vậy, tế bào ung thư nó cũng là một dạng tế bào lành của cơ thể, nhưng do quá trình ăn uống, ngủ nghỉ, vận động, à, tinh thần, còn nhiều cái yếu tố khác vô tình không phù hợp đã tác động lên tế bào đó, nó làm cho tế bào đó nó chuyển hướng theo một cái chiều hướng khác và gây hại ngược lại cho cơ thể. Thì khi họ thấu hiểu điều này rồi, bắt đầu họ quay lại chính mình. Nên một trong những cái phương pháp hỗ trợ cho ung thư đó, đó chính là gì? Nói chuyện với tế bào ung thư, thương lượng với tế bào ung thư. Nó, ung thư à? À, xin lỗi bạn, quá trình ăn ở tôi không phù hợp đã làm cho bạn bị bất ổn. À, lỗi của tôi. À, thì tôi cũng đã biết lỗi của tôi rồi. Thôi mình làm hòa nhé, cái mình sống chung lại. Đó là một trong những cách thôi nha. Và hiển nhiên cái quá trình mà họ làm được điều đó là họ phải thực sự thấu hiểu nhân sinh và hiểu được điều đó. Thì cái lúc trò chuyện đó, đó giống như một người bạn, chứ không phải nói cho có, nói cho qua chuyện. Nên mọi thứ nó phải đủ cái khái niệm nguồn là như vậy đó. Cơ bản để có thể kích hoạt được năng lực tự chữa lành này, đầu tiên phải thấu hiểu mình trước đã, thấu hiểu nhân sinh. À, thì nghe cái yếu tố đó xong rồi á, thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Đối diện với căn bệnh đó, đó của một người nào đó, cái họ thấy ồ, đời người mà ai rồi cũng qua đó. Và đau khổ nó cũng qua ngày, vui vẻ nó cũng qua ngày, sao không vui vẻ cho qua? Cái tự nhiên họ nhẹ nhàng lại. À, cái số người thì người ta lại gì, nhắn gửi thêm cho chính họ những cái lời nói tích cực, xã hội dùng là tích cực á. À, còn khi mình học qua lớp thấu hiểu nội tâm rồi, mình sẽ biết tức là thuận chiều mong muốn, nghĩ và làm thuận chiều mong muốn, mình muốn điều gì cái mình làm thuận chiều đó. Thì ngay cái thời điểm đó, đó đứng trước cái vấn nạn về sức khỏe, họ nhẹ nhàng hơn. Mình không dám nói mình làm được, mình không dám tự tin hay khẳng định điều đó. À, trong mọi căn bệnh hay mọi trường hợp, bởi vì mọi hoàn cảnh nó khác nhau, mình chưa nằm trong hoàn cảnh của họ nên mình không dám nói. Nhưng cái điểm chung của cái việc kích hoạt cái năng lực này đó là thấu hiểu được cái đó. À, cá nhân Vũ, à, không dám nói là mình làm được hay làm hết mọi cái điều này, nhưng trong một vài trường hợp cụ thể thì nhận thức mình nâng lên, mình hiểu cái này á, cho nên cùng một cái giai đoạn, cùng một cái tình huống, cùng một loại bệnh trong thời điểm đó thì Vũ đón nhận nó nhẹ nhàng hơn người khác. Ví dụ cái thời điểm mà Vũ bị thủy đậu cùng với người khác bị thủy đậu thì cái hoàn cảnh nó diễn ra gần như trái ngược nhau. Tối ngày mình nghe người ta la, người ta rên,
ở chung nhà mà. Đoạn thời điểm đó là ở chung tòa nhà, mấy anh em còn ở chung. À, bị lây nhiễm thì mình đi tới đi lui nhà có mình thôi. Giống giai đoạn đó thì cũng nhiễm COVID, thì có mình không chăm sóc ai. Mình đi lên đi xuống cái mình, đặc biệt là thầy Toàn, thầy dụng tâm rất là nhiều. Cái thời điểm mà người ta sợ lây nhiễm, nhưng mà sống chung tòa nhà đó, thầy nói con câu đơn giản, sống chung tòa nhà ở chung nhau cách ly hết, sợ ai nữa, không chăm sóc ai. Thầy đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, cái hơi cứu làm ấm cho tất cả các anh em trong tòa nhà. Thời điểm đó Vũ phụ trách sức khỏe, thì ngoài thầy thì còn Vũ. Vũ không làm ai làm. À, hai thầy trò cái ngày nào cũng cặm cụi lên từ lầu 4 tới lầu 1, lầu 1 lên lầu 4. Vô. Người ta thì người ta sợ hãi COVID, người ta sợ lây nhiễm những năm đầu á. À. Còn mình thì đơn giản, cái tòa nhà bị hết sợ ai nữa. Làm sao cho nhanh khỏe để không lây lan xã hội. Đó, và nghiêm túc ở trong nhà. Đó, rồi test định kỳ thì mình làm chứ ai làm. Đó, thì mình đối diện nó rất đơn giản. Thì COVID rồi trở lại thủy đậu. Đó, thì nhiều người bạn trời ơi mình thấy ngày nào mình đi ngang phòng thấy nó cũng la làng. Còn mình bị thì mình vô mình xong mình làm này làm kia thấy đơn giản, thấy đâu có gì đâu ta, sao la dữ trời rồi. Cùng một bối cảnh. Mình không dám nói mình hay hơn người ta. Mà là may mắn phước báo là trong cái thời điểm đó, với cái vấn nạn đó, mình thấu hiểu hơn người kia, cái mình nhẹ nhàng. Nắm kịp ý này không ta? À, rồi, ngay cả con gái, con trai của Vũ cũng vậy. Nữa. Những cái vấn nạn đơn thuần về sức khỏe, nhiều người ta sợ hãi. Nhưng khi mình nói chuyện với con thấu hiểu xong, con đơn giản, con khè khè, không có gì hết. Cười khè khè, đơn giản hơn ta. Dạ. À, đó là cái thứ nhất. Kích hoạt được cái năng lực tự chữa lành khi thấu hiểu nhân sinh, thấu hiểu nội tâm, làm chủ được nội tâm của chính mình. Thì giống như cái công tắc của cái công năng này nó bật. À, cái công tắc này nó được bật lên. À, rồi sau khi cái công tắc nó bật lên rồi, cái thứ hai đó là mình cần điều kiện. Mình cần điều kiện để có thể chữa lành nhanh hơn, phục hồi nhanh hơn. Thì điều kiện theo khoa học, theo góc nhìn của khoa học, nó có hai cái. Cái thứ nhất là cơ thể nó cần nguyên liệu gì? Giống như xây nhà thì cần gì? Nó hư rồi đó, vậy làm sao đây? Kiếm gì để lắp vô? Nguyên liệu nó là gì? À, đưa vô. Cái thứ hai, đó chính là cần thời gian. Bởi vì theo góc độ của khoa học á, mỗi một tế bào trong cơ thể của con người á, nó có thời gian tái cấu trúc khác nhau. Ví dụ như tế bào niêm mạc của dạ dày thì nó cần có 4 ngày là nó có thể tái cấu trúc được, nếu cho nó đủ nguyên liệu và điều kiện thuận lợi. À, nhưng mà dạ dày lại là môi trường thường xuyên tiếp xúc với axit dịch vị, mà có thể tạm hiểu, tạm gọi là môi trường khắc nghiệt. Môi trường tạm gọi là môi trường khắc nghiệt, nên nó chỉ tái cấu trúc một lần thì chưa đảm bảo, cho nên nó cần ít nhất cũng 2 đến 3 lần. Vì vậy thông thường phát đồ hỗ trợ cho đau dạ dày, viêm loét dạ dày à, là nhanh nhất là từ 1 đến 2 tuần. Nhưng mà tế bào da của một người bình thường ở độ tuổi thanh niên à, thì 28 ngày nó thay mới một lần. Tế bào da 28 ngày thay mới một lần. Nên các phát đồ hỗ trợ về da thì mình thấy rõ nét cải thiện khoảng 7-8 phần là khoảng chừng 28 ngày tháng là thấy hết. Nhưng để nó phục hồi lại toàn diện, tương đối à, 9 phần, 10 phần gì đó, thì thường người ta sẽ khoảng 3 cái chu trình. Nên một cái bất ổn về làn da, mụn, sạm, nám gì đó, một cái phát đồ về da thông thường để hiệu quả và triệt để thì nó tầm khoảng 3 tháng. Tế bào máu khoảng 100 ngày. Nên ai đó bất ổn về máu thì thường thường phát đồ để cho phục hồi cách đủ đầy, thông thường nó phải khoảng 3 tháng.
chu trình của nội tiết tố là 4 tháng. Cho nên ai bị bất ổn rối loạn kinh nguyệt này kia phát đồ thông thường nó kéo dài khoảng 4 tháng. Tế bào gan thì khoảng 6 tháng thai mới lập. Cho nên bị bất ổn về chức năng gan thường phát đồ là khoảng 6 tháng. Ví dụ vậy. À, đó là về theo góc độ của khoa học. Theo góc độ của khoa học. Nhưng khi các anh chị mở rộng cái góc nhìn ra, khái niệm thời gian nó khác, nâng được cái nhận thức nội tâm của mình lên. À, rồi nắm được cái khái niệm thời gian khác, nó chẳng qua là gì? Là cái tần số rung động năng lượng để trải nghiệm một khoảng không gian. Còn nhớ cái khái niệm nó mới đâu? Thì ngay cái khoảng thời gian đó đó, khi mà thấu suốt và thực sự trải nghiệm được cái yếu tố, cái tần số rung động nó phù hợp với điều đó, thì cái quá trình trải nghiệm của sức khỏe nó sẽ phục hồi một cách vi diệu tới nỗi mà con người không tin. Bởi vì nó quá nhanh, nhanh tới nỗi mà khoa học không thừa nhận. Ví dụ cái trường hợp này là gặp rất là nhiều, nhưng tới giờ không dám nói tại nó ít quá, nó không phù hợp với khoa học cho nên là không nói được. À, mà chúng ta biết thời điểm mà các anh chị nói được, nó phải đủ đầy ba góc: biết, tìm hiểu, thông tin, năng lượng, vật chất. Nên tới cái giai đoạn mà mình chưa đủ đầy ba cái đó thì mình chỉ dám nói là hên. Hình dung ý này không? À, thì trong mentor của mình nè, trong mentor ba nó là chị Thảo. Chị Thảo đang mặt đúng rồi, hình như đang mặt thì phải. À, chị tìm cái giải pháp đó là kiểm soát cân nặng, nhưng mà ở ngoài ta hay nói là giảm cân. Chị bị thừa cân nhiều năm và chị tới phòng gym, chị tập, chị ăn uống chế độ nhịn ăn, chế độ low carb, rồi chế độ này chế độ kia, để tóc làm từ lơ hết. Gần như thị trường có cái phương pháp nào là chị làm cái phương pháp đó suốt hơn 10 năm nhưng mà trọng lượng không giảm. Rồi một ngày đẹp trời, bên hai gân đổi cốt của thầy giáo Sơn có nhờ Vũ lên chia sẻ 2 buổi liên quan tới kiểm soát cân nặng. Cái chỉ vào chỉ vô chỉ nghe. Cái lúc đó Vũ mới phân tích, Vũ chia sẻ cho chị một cái nguyên nhân mà khiến cho con người thừa cân béo phì mà khoa học không ghi nhận. Nó liên quan tới yếu tố của nội tâm. Đó là người thừa cân béo phì nếu có liên quan tới nội tâm, nếu có liên quan tới gốc tinh thần, thì nó liên quan tới hai cái khái niệm. Đó là mất hạnh phúc câm nín và tư duy tích lũy khan hiếm. Mất hạnh phúc câm nín là sao? Là cái người đó đó mong muốn được yêu thương, được quan tâm nhưng lại không thốt thành lời, uất nghẹn câm nín lại bên trong, không nói được dai hết, dù là rất muốn điều đó nhưng không thể hiện được và cũng không mở lời được, nhưng mà lại mong cầu người khác quan tâm yêu thương, nhưng người ta không biết nên ta không làm, nên cứ cuối cùng là mất hạnh phúc mà do mình câm nín không nói được. Rồi cái cuối cùng biểu hiện ra vật chất đó là gì? Chỉ có ăn mới giải tỏa được. Nên hình tướng là thấy ăn nó mập lên. Nhưng mà cái quyết định để ăn hay không ăn, nó lại chính là cái nội tâm bên trong của người đó là mất hạnh phúc câm nín. Thì trường hợp của chị Thảo rơi vô trường hợp này. Chị vừa nghe xong cái chị khóc. Nước mắt nó chảy ròng 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 ròng. Tại vì chị rơi vô trường hợp đó mà ông chồng suốt nhiều năm tháng không hiểu. Tại đâu có nói đâu người ta biết. Mà phụ nữ thường dính cái chỗ này. Tại phụ nữ thường hay nói là gì nè: anh không có hiểu em gì hết. Mà các anh chị đều biết á, quyển sách hiểu về phụ nữ khoảng 3.800 chương tới giờ còn viết. Tới mấy bả còn hiểu mấy bả. Anh không hiểu em gì hết. Thông thường á. Hình dung ý này không các anh chị? Anh không hiểu em gì hết. Cái ngày đẹp trời ta hỏi em hiểu ý em chưa? Em hiểu em chưa? Cái giật mình em cũng chưa hiểu em nữa. Phụ nữ đơn giản lắm. Vô shop mua cái váy rất đẹp, cái ra cái tính tiền, vừa tính tiền cái nhìn lại hình như cái váy bên kia nó đẹp hơn. Phụ nữ vui lắm, lúc nào than á đó, cũng không có tiền nhưng mà ai rủ shopping là đi suốt luôn.
là cái thứ nhất, lúc nào cũng than á là không có đồ mặc, nhưng mà vô tủ mở tủ ra cái là chóng mặt. Đàn ông thì đơn giản hơn, mở cái tủ có ba bộ đồ à, nói trời sao nhiều quá vậy, bữa nay mặc gì ta. Dùng cái này không, phụ nữ á thì thích người ta khen đẹp, nhưng mà ngặt nỗi người ta khen thì lại không tin. Có thấy gì không? À, khổ một điều là gì, dù là không tin nhưng vẫn muốn ta ghen. À, cho nên phụ nữ không có phức tạp, không có khó hiểu, mà là phụ nữ đơn giản. Khi mình hiểu được nội tâm thì lúc đó mình sẽ biết, còn không á thì phụ nữ là một trong những chủ đề mà dù muôn đời đi nữa thì thơ văn nó vẫn ca ngợi không hết lời, viết hoài không hết. Bởi vì phụ nữ có nhan sắc nên có nghìn loại phong cách và vạn loại lãng mạn, nên yêu cái đẹp là bản tính của trời xanh, họ có quyền làm cái đó. Khi các anh chị với các anh nam hiểu được cái này nó thấy phụ nữ đơn giản, còn không là mãi mãi thấy phụ nữ nhức đầu. Hình dung cái này không? Dạ. Đó. Rồi. Thì chị Thảo nghe xong cái đó, cái chị dính giữa đó chi không? Là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, đó là tư duy tích lũy khan hiếm. Tức là lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, nên lúc nào cũng muốn gói ghém tích lũy lại. Mà thường nó xuất phát từ cái quá khứ của người đó là cuộc sống gia đình khó khăn vất vả, cái ăn cái mặc nó không đủ đầy, à, cái lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn nên phải chắc chiêu. Mà miền Bắc thì có một câu là nhon nhặt thì chặt bị, à, nhon nhặt thì chặt bị, à, tích tiểu thì thành đại. Cái từ từ cái thói quen đến hình thành, cái thói quen đó hình thành, cái phát triển theo thời gian, theo quá trình cuộc sống gia đình khá giả hơn rồi nhưng vẫn còn giữ cái hình ảnh đó trong tâm trí. Cái con cái vợ chồng này kia trong gia đình đó, ăn uống này kia, cái gì thừa ra là tiếc, một là để qua đêm, hai là tự xử, tiếc á, tiếc cái đồ thừa, ăn dư dư là mình xử hết, không phải tham ăn mà tại vì tích lũy khan hiếm, thấy đồ ăn này kia, đặc biệt ai đã trải qua cái nạn đói trong quá khứ mới thấy nó quý như thế nào. Những năm đó trên quê của Vũ á, ở vùng biên giới, một chén gạo đổi một chén vàng không ai đổi. Cái thế hệ mà 8X trở về trước mà ai chưa từng trải qua ăn khoai độn, ăn gạo trộn bo bo, ăn bo bo thay cơm, là cái người đó phải nói quá hạnh phúc. Còn gần như thế hệ 8X đều đã trải qua cái đó, bo bo trộn, ăn thay cơm, thậm chí có người phải thay bằng giỏ cây, cho nên người ta tiếc dữ lắm. Đó. Thì cái bối cảnh nó làm cho người ta tích lũy gì đó, nên cái cuối cùng về góc độ của khoa học, về góc nhìn của khoa học thì nó vẫn là do ăn uống thừa năng lượng mà sanh ra, nhưng cái quyết định ăn nó cũng là do cái hình ảnh tâm trí bên trong nó quyết định, cái góc nội tâm nó sanh ra. Cái nghe xong cái đó chị rơi vào trường hợp thứ nhất, cái chị khóc, cái chị ngộ ra một cái anh chị biết một cái điều vi diệu mà chính bản thân mình nói mình còn không tin điều đó. Chị ngủ một giấc xong cái sáng sớm hôm sau á, cái chị điện lại, chị hỏi, cái chị hỏi thì chị khoe với Vũ á, đó là chị xuống được gần 5 kg, ngủ có một đêm một xuống 5 kg. Có một đêm một xuống 5 kg. Sáng sớm thức dậy xong á, cái chị đứng lên cây cân á, nó khoảng 4 kg mấy. Cái chị không tin, chị nói cái cân nó hư rồi. Cái chị đổi cái cân khác, nó cũng đi chan vậy đó. Cái đất sau nhà này nay cân hư hết vậy ta. Cái điện do ông xã, nó anh đem cây cân dưới nhà lên giùm em đi. Thì cân 3 cây y bon nhau. Thì lúc này chị bắt đầu mới tin là mình đã giảm cân. Rồi niềm tin của chị á, rõ hơn cái đầu chị đi, đi ăn sáng, cái chị đi tắm. Xong cái chị mặc cái quần á, cái bắt đầu nó rộng cả tấc vậy đó. Thì chị bất ngờ
là suốt hơn 10 năm không xuống, dù làm mọi cách nhưng chỉ ngủ có một đêm mà nó xuống kiểu đó. Thì nói câu đó các anh chị có tin không? Các anh chị có tin nổi không? Sao tin nổi, tới vũ nói suốt nhiều năm tháng mà còn không tin, mà dù mình biết cái góc nội tâm nó quy định cái đó, sao mà đêm xuống được kiểu đó, sao biết được, cái cơ thể mà nó sắp xếp nó sửa chữa bên trong sao biết được, 5 ký đâu ai mà biết. Còn nếu mà sổ ra này kia xuống 5 ký là cũng bình thường, tại vì độc tố ở đại tràng nếu theo góc độ khoa học nó có thể tích trữ lên tới 15-20 ký mà. Nhưng mà chị này sáng sớm ngủ xong cái đi vệ sinh này kia, thôi cân lại nó vậy. Thấy không, hình dung cái này không, nó vi diệu thế này, nhiều người không nắm được. Rồi cụ thể thêm chút nữa, các anh chị đã từng thấy nhiều người á thức một đêm tóc bạc trắng mà cũng có đêm tóc đen lại không? Hiển nhiên nó không phải là dương quá ha, trong Thần Điêu Đại Hiệp. À, thức một đêm bạc trắng thấy rồi đúng không? Dạ. À, ngủ một đêm lên 5 ký hả? Này đừng, từ từ đi, chưa nghiên cứu. Dạ. À, chị Thủy đợi chút xíu ha, trong hành trình này biết đâu mình có khái niệm. Dạ. Dạ. Nhộm nay nói làm gì nữa. Nếu nhộm đâu cần ngủ một đêm 2-3 tiếng hồ là xong rồi. Còn giờ công nghệ mới, giờ đâu cần 2-3 tiếng đâu, cái lượt nó chảy nhộm đó trong vòng 15 phút thôi là đen lại hết rồi. Dạ. Đó, có những cái nó vi diệu tới vậy, nó kích hoạt được. Nên các chị sẽ thấy có nhiều cái căn bệnh mà y học ta không lý giải được, giống như ung thư. Có nhiều trường hợp mình nói ra cái này để các chị biết, có nhiều cái mình chưa lý giải, chưa tìm được khái niệm nguồn, chứ không phải nó không có. Ví dụ ung thư này, cái người ta nói là hết cứu rồi, về làm gì làm, cái người đó cũng không tin, cái về quê kiếm trong dân gian á, trong đông y có một bài là bài thuốc từ con cóc á, lấy con cóc nướng á, à, nhồi thuốc ở trong con cóc đem nướng lên ăn. À, thì ở Cà Mau đó, đợt đó là có con ca đó, đó ăn xong rồi á là hết luôn, hết bệnh luôn. Đi kiểm tra lại khoảng chừng 2-3 tháng sau đi kiểm tra lại, cái mất tiêu luôn, cái u khỏe bình thường, bác sĩ còn không tin. Cái nhiều người nghe vậy đó cũng ung thư, cái bắt chước ăn theo, ăn xong ai cũng đi luôn. À, thì tới cái quan điểm số 6 mình mới thấu hiểu thêm cái đó. À, mình cũng thấu hiểu cái đó. Dạ. Nên có những cái á, đặc biệt gì nè, nếu như chúng ta dịch chuyển một cái quan niệm thôi thì nó sẽ hay hơn trong cái khía cạnh của sức khỏe, mà giúp nhiều người tốt hơn. Thường là một giải pháp nào đó khi nó có kết quả thì đáng lẽ ra là mình phải đi tìm hiểu là tại sao nó có kết quả. Đáng lẽ ra nếu đúng á là mình phải đi tìm hiểu là tại sao nó có kết quả, nó dựa trên nguyên lý gì, nó dựa trên điều gì mà cái phương pháp nó mang tới kết quả khả quan vậy, khả thi vậy, tốt đẹp vậy. Nhưng thường thì không chịu, mà thường người ta làm hướng ngược lại, đó là cái đó nó sai chỗ nào, nó vi phạm chỗ nào, nó chỗ nào nó không hợp lệ, người ta đi tìm cái chỗ đó đó, làm lớn cái bất ổn đó lên, cho nên cái cuối cùng nó sanh ra mâu thuẫn. Và những gì tốt đẹp người ta không hiểu tới, không đủ nhận thức, mà nói thẳng là không đủ cái gan đó là không dám lan tỏa. Cái gì mà cũng chờ đợi có kết quả rồi mới làm, đầu thai 800 kiếp chắc cũng chưa tới họ. Khoa học thuần túy là phải thấu hiểu, là từ một niềm tin trước để tìm hiểu tiếp. Tôi tin là ngoài trái đất ra nó còn nhiều hành tinh khác. Và với niềm tin đó, các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu cái này, cái kia, cái kia, cái nọ và phát hiện. Còn cái gì cũng chờ đợi có kết quả rồi, khoa học chứng minh. Nhiều lúc ở một cái góc độ nào đó chúng ta sẽ thấy khoa học là đang chứng minh lại những gì đang tồn tại, làm rõ những cái hiện tượng sự vật đã có, nhưng lý giải cho hợp thức hóa và để nhiều người ta hiểu theo góc độ khoa học.
Và rất ít cái trường hợp hòa những cá nhân kiệt xuất thì khoa học họ sẽ làm theo một cái chiều hướng đặc biệt là với niềm tin của họ mà họ nghiên cứu để làm mới. Còn lại, còn nhiều trường hợp là đang chứng minh lại những gì đang tồn tại. Hình dung ý này không ạ? Nên có những cái nếu chờ đợi khoa học chứng minh có rồi mới chịu làm thì nó nhức đầu lắm ạ. Coi chừng không kịp. Đâu xa đâu. Đợt COVID thôi. Và nếu nó thẳng ra tới giờ cũng chưa có thuốc chữa COVID mà đúng không? Vậy thì chờ đợi có thuốc mới chịu xài thì sao? Mới chịu làm. Trong khi những phương pháp dân gian có thể giúp cho nâng cái sức đề kháng, nâng cái sức khỏe của mình lên. À, nhưng không chịu làm. Số người bắt đầu nói đâu, ở đó đâu. À, cái đó ở đâu ra, ai nói, ông nào nói. Giống như các anh chị sẽ phát hiện rằng trong lớp nội tâm có rất nhiều những thông tin, những khái niệm mà tới giờ người ta cũng chưa ghi nhận. Nên có rất nhiều người chưa học lớp nội tâm hỏi một câu, ai nói cái này? Đâu bằng chứng đâu, ai nói, ai nói? Ông nào nói, cơ sở khoa học đâu? Nếu sự chân thật mà có cơ sở khoa học nói thì đâu tới mình học. Hiểu ý này không ta? Nên có nhiều cái tin trước hiểu sau. Có nhiều trường hợp tin trước hiểu sau. Có nhiều cái phải có rồi mới tin. À, nó tùy cái trường hợp nha. À, ví dụ như trong hôn nhân gia đình đi. Trong hôn nhân gia đình á, muốn lấy vợ tin trước hiểu sau. Đừng có đợi hiểu xong rồi mới tin cưới. Ví dụ à, mấy anh tin rằng người phụ nữ đó là người phụ nữ của gia đình, là người phụ nữ có thể mang lại cho mình cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc cho con cái tương lai gì đó, là người hòa hợp với mình, xong bắt đầu tiến tới hôn nhân nó nhanh hơn. Còn ai đó bắt đầu tìm hiểu em, để anh hiểu em rồi anh mới cưới thì tìm hiểu đi, 80 năm sau chưa cưới nữa. Hình dung không? Tương tự với phụ nữ và đàn ông, sao hiểu hết người ta được? Khi mà chỉ khi các chị hiểu cấu trúc con người, thấu hiểu nội tâm, thấu hiểu nhân sinh thì lúc đó mới hiểu người, hiểu mình rồi hiểu người hơn. À, nên tùy cái trường hợp mà nên tin trước hiểu sau, hay là hiểu trước tin sau, hay là biết trước tin sau, hay là tin trước biết sau, hay là hiểu trước biết sau, hay là biết trước hiểu sau. Tùy trường hợp nghe. Trong thời phong kiến thì thường chúng ta sẽ nhận thấy à, thường là người ta biết nhiều. Bởi vì thời đó đó cái tiếp xúc được cái tri thức á, nó không có thuận lợi như bây giờ. Nên thời đó người dân người ta quý tri thức lắm. Nên thường nó chỉ là những cái quyển sách kinh điển, ta tụng kinh tối ngày, đâu hiểu gì đâu. Tứ thư ngũ kinh, nhà nào mà có nó trời đọc tối ngày. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, đọc nhân lễ nghĩa trí tín, đọc suốt, đọc suốt, đọc thuộc lòng luôn. Rồi từ từ hiểu sao? Nên thời đó người ta biết nhiều. Bởi vì người ta quý cái tri thức ở một cái góc độ nhìn nhận của xã hội. Còn nhiều cái góc độ khác thì mình chưa nói. Với lại mình cũng chưa đủ cái trí tuệ để có thể phân tích hết mọi góc độ. Mình chỉ có thể dám nói ở một góc độ nào đó thôi. Còn trường hợp bây giờ cái thông tin đó, cái biết nó tương đối, nó đơn giản để có thể tiếp cận. À, nên thường là gì? À, cái tri thức á nó chưa được quý như trước đây. Đối với sức khỏe nó cũng giống vậy đó. Dạ. Nên điều kiện đầu tiên đó, để kích hoạt nó là thấu hiểu, làm chủ nội tâm. Cái thứ hai là đủ nguyên liệu và thời gian. Vậy thì mình hỏi cơ thể mình cần nguyên liệu gì, rồi từ đó mình cung cấp và chờ đợi thời gian để phục hồi, để kích hoạt được cái năng lực này. Chứ nó không phải đơn thuần là ra ngoài ai đó bệnh nặng cái về nhà cái la làng lên nói tôi có năng lực tự chữa lành, không cần ai giúp đỡ, tự chữa lành rồi là chữa luôn đó. Dạ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, để thấu hiểu cái này hơn và làm đủ đầy hơn trong cái quan niệm số 5 này,
nó thêm cái chỗ này nữa nè, quay là thực trạng của cuộc sống nè. Chúng ta sẽ làm rõ cái này thêm cái nữa. À, ví dụ các anh chị hình dung giúp Vũ ha, này là khi một bất ổn diễn ra, trên cơ thể của người bệnh bất ổn diễn ra ha, thì các anh chị hình dung giúp Vũ ha, à, này khi một cái bất ổn nào đó diễn ra thì theo các anh chị là người bệnh và bác sĩ, khi một cái bất ổn nào đó diễn ra thì bản thân người bệnh và bác sĩ, ai sẽ là người cảm nhận cái bất ổn đó rõ hơn? Ai ai khi một cái bất ổn nó diễn ra thì bác sĩ và người bệnh, ai sẽ là người cảm nhận cái bất ổn đó rõ hơn? Người bệnh. Ai hiểu cái bất ổn đó, cái cảm giác đó nhiều hơn? Cũng là người bệnh. Về mặt y khoa, người ta sẽ nói là gì? Khi bị đau, bị viêm ruột thừa, thì nó sẽ bị đau ở cái vùng chậu phải, hố chậu phải, đau quặn từng cơn, cơn đau tăng dần. Nó chẳng qua là thông tin lý thuyết thôi, bác sĩ biết hết, rành đó hết, nhưng nó đau làm sao chỉ có người bệnh mới biết. Đúng vậy không? Đúng vậy không các anh chị? Chỉ có bản thân người bệnh mới biết thôi, mới hiểu rõ cái đó. À, rồi nóng lạnh tự biết. Đúng rồi, nóng lạnh tự biết. À, vậy thì tại sao phải cần bác sĩ? Tại sao phải cần bác sĩ? À, và tại sao phải trả tiền cho bác sĩ? Và đồng tiền nó nhận xứng đáng không? Thì bắt đầu lúc này mình mới thấy nó quan trọng một điều. Đồng ý, rất đồng ý và đồng thuận, cũng như ai cũng thấu hiểu là khi có bất ổn diễn ra, người bệnh sẽ là người cảm nhận, hiểu rõ cái bất ổn đó hơn ai hết. Nhưng chỉ có một điều là người bệnh không có gọi tên được cái bất ổn đó là tên gì. Vì vậy mới nhờ người chuyên môn, ở đây đại diện là bác sĩ, người ta sẽ gọi cái tên đó cho họ bằng cách rất đơn giản. Đó là khi bệnh nhân tới gặp người chuyên môn, ở đây mình nói là bác sĩ sẽ tiến hành thủ tục thăm khám lâm sàng, chỉ định cận lâm sàng, gom lại các thông tin từ khám lâm sàng, các chỉ số cận lâm sàng, dựa trên kinh nghiệm của bản thân, cái người ta gọi ra cái tên. Ví dụ, hôm nay anh bị cái gì mà anh đến đây? Dạ thưa bác sĩ, em bị đau bụng. Đau bao lâu rồi? Nó dạ đau từ tối hôm qua tới giờ. Đau như thế nào? Đau ở vùng nào? Dạ đau như thế này, đau ở vùng này. Trước đó có đi nhậu, có ăn uống gì không? Hỏi hết, 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 hỏi hết. Cái bắt đầu ta thăm khám trực tiếp ra người bệnh. Với tây y thì nhìn sờ, gõ, nghe, đo. Với đông y thì vọng, văn, vấn, thiết. À, cái thăm khám trực tiếp. Tây y thì còn có thêm cận lâm sàng, xét nghiệm cái này, xét nghiệm cái kia, chụp chiếu vân vân và vân vân. Cái cộng lại cái tự quên, à rồi, tôi nghi ngờ anh bị trào ngược thực quản. Rồi, anh làm thêm cái này. Nghi ngờ bị viêm loét dạ dày. Cơn đau dữ dội quá, có khả năng sung huyết. Rồi, làm test thêm này đi. Cái cuối cùng nội soi phải, rồi bị sung huyết hang vị. Ví dụ vậy. Đau dữ dội quá, nhưng mà hơi, hôi lắm. Vậy hả, thử cái này đi. Rồi, kết luận anh bị vi trùng HP. Gọi được cái tên của cái bất ổn đó mà bản thân cái người cảm nhận nó không gọi được. Tới đây hình dung được không các anh chị? Hình dung được không?
Dạ. Rồi, sau khi mà gọi tên rồi, cái người ta làm thêm một việc quan trọng nữa mà chính người bệnh cũng không làm được. Dù là hiểu rõ rất sâu sắc và cảm nhận sâu sắc cái bất ổn đó, đó chính là bác sĩ người ta sẽ cho giải pháp. Sau khi gọi tên được, họ sẽ cho giải pháp. Và chúng ta đều biết một điều, vị bác sĩ nào mà gọi tên càng chính xác. À, hay là chẩn đoán chính xác đó. À, và cho giải pháp càng hiệu quả thì được đánh giá năng lực cao, bác sĩ giỏi, và lúc đó họ nhận được đồng tiền xứng đáng. Lúc này thấy thu nhập của bác sĩ xứng đáng chưa? Trời, người ta dành biết bao nhiêu năm tháng người ta học kinh nghiệm này kia rồi người ta mới gọi tên cho giải pháp, ta xứng đáng nhận cái đồng tiền đó chứ. Hiểu ý này không ta? Kịp kịp ý này không ta? Dạ. Sao sao kịp không? Kịp không? Đoạn này kịp không? Dạ. Dạ. Phối hợp, phối hợp. Biểu lộ vật chất chút xíu. Dạ. Rồi. Tới đây ở ổn không? Kịp không? Kịp không? Dạ. Nên đó là cái thu nhập mà bác sĩ đã xứng đáng được nhận. À, bởi vì thông qua kinh nghiệm học tập thực tiễn, cái người ta gọi tên được chính xác, cho giải pháp hiệu quả để cứu giúp sinh mạng người ta. Rồi, vậy thì chỗ này chúng ta bắt đầu nâng nhận thức lên chỗ này. Một ngày đẹp trời, người bệnh nào đó bị bất ổn, được bác sĩ hỗ trợ gọi tên cho giải pháp để lấy lại sức khỏe của chính mình. Cái nâng nhận thức lên, cái họ biết được sức khỏe nó quan trọng đối với cuộc đời. Họ biết rằng là sau khi rời xa bác sĩ, để có một cái hành trình khỏe mạnh trong phần đời còn lại, phải là chính mình. Cái họ bắt đầu ưu tiên sức khỏe là số 1 trong ăn uống, ngủ nghỉ, vận động, mối quan hệ xã hội, vân vân và vân vân. Cái họ nhận thức được một điều, để có thể khỏe trong phần đời còn lại, là bản thân mình phải biết huân tập khái niệm nguồn có lợi về sức khỏe. Cái từ cái ngày đó, cái họ siêng học tập trực tiếp hay gián tiếp gì đó, cái họ huân tập vô, cái hàng ngày họ kích hoạt não bộ bằng cách họ có bài học tâm đắc ngộ ra liên quan đến sức khỏe đủ lâu đủ dài, khái niệm nguồn tương đối. Cái một ngày đẹp trời, cái họ bị đau cổ, cái dựa vào khái niệm nguồn họ học, cái họ kiểm tra, họ lắc qua họ lắc lại, họ chẩn đoán cái bất ổn của cái vùng cổ này, họ cảm nhận được cái cơn đau của chính họ. Và lúc này do đủ khái niệm nguồn nên biết a, rồi bị giãn gân cơ vùng cổ rồi. Cái họ gọi tên được cái đó, cái này nó không có bị xương mà là do giãn cơ thôi, do vận động quá nó biên độ cái nó đau thôi. Rồi bắt đầu cho giải pháp, vậy là hỗ trợ giãn cơ à, đang đau nhất thì chườm lạnh nó cho nó co lại, rồi bổ trợ thêm một số dưỡng chất thêm, hoặc nếu là đông y cái mình biết khái niệm nguồn cái đắp thêm một số cái thuốc gì đó đơn giản nhẹ nhàng đưa lên cái đó hết. Thì chính thức từ ngày mà người bệnh có đủ khái niệm nguồn, khi bất ổn diễn ra họ gọi được cái tên và có giải pháp, họ sẽ trở thành bác sĩ của chính họ ở bất ổn đó. Hiểu ý này không ta? Kịp kịp ý này không ta? Kịp kịp không ạ? À? Ví dụ một ngày nọ, một người bệnh nhân nào đó, cái họ bị đau bụng, à họ bị đau bụng, cái họ hiểu hết cảm giác đau bụng nó như thế nào, nhưng họ không biết kêu nó là cái gì, bởi cái vùng bụng nó có nhiều thứ ở trong đây. Nó có dạ dày, nó có ruột non, nó có gan, nó có mật, nó có tụy. Vậy tôi biết đau cái nào đấy, cái bắt đầu mới tới bệnh viện, cái gặp bác sĩ.
Bác sĩ mới hỏi tại sao tới đây thăm khám, nói dạ em bị đau bụng. Cái bác sĩ mới hỏi lại cái đau khi nào, hỏi là cái lịch cái quá trình dẫn tới cơn đau, cái biểu hiện của cơn đau, cái biểu hiện của cơn đau, hay người ta còn gọi là gì, triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể trong y học á, hỏi hết cái đó, triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể, cái khám lâm sàng, cái cận lâm sàng, cái bác sĩ rồi kết luận lại rồi anh bị viêm loét dạ dày nghe, rồi về uống thuốc, đây thuốc cho 2 tuần rồi tới tái khám, nhưng đây về nhà 2 tuần này nhớ kiêng cữ rượu bia, không có ăn đồ chua đồ cay, ăn chậm nhai kỹ, ăn uống đúng giờ, uống nước lọc thôi, đừng uống nước đá, đừng uống nước ngọt có ga, đừng uống bia nữa nghe. Rồi lộ trình hết 2 tuần tái khám, rồi dạ dày hết rồi đó, khỏe đó nghe. Cái khi mà khỏe xong cái người bệnh thay đổi nhận thức, ồ hay quá ta, bác sĩ này hay quá, hết rồi, tiên lượng 2 tuần thì hết luôn rồi, khỏe quá, cái cảm ơn bác sĩ, cái giật mình phát hiện nếu rời xa ổng rồi sao trời, vậy là phần đời còn lại sao mình khỏe ta, bắt đầu nâng nhận thức lên làm sao để mình khỏe, cái hàng ngày cứ huân tập khái niệm nguồn có lợi, và trong trường hợp này là các bất ổn của vùng bụng, cái học hết học hết học hết, huân tập huân tập huân tập, cái tìm ra các bài học tâm đắc ngộ ra dần 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 dần, tới một ngày đẹp trời hệ thống khái niệm nguồn liên quan tới cái cơ thể của họ ở vùng bụng tương đối đủ đầy, cái họ bắt đầu ngày đó cái họ bị đau, không biết sao đó cái họ bị đau, ô họ đau quặn cái bụng lên hết, đau hết đau hết, cái họ nhớ lại những lời bác sĩ nói trước đây, cái nhớ lại những cái khái niệm nguồn mình đã từng huân tập, ồ đau bụng hả, khi nào đau gì ta, cái nhớ lại, hôm qua này kia này nọ, nhớ hết hết rất rõ cái đó, cái gọi tên được, gọi xong gọi tên được đó là cái gì đó liên quan tới vùng bụng, thì từ ngày họ gọi tên được cái bất ổn đó, họ có luôn cái giải pháp, thì họ sẽ trở thành bác sĩ của chính họ về cái bất ổn đó, hiểu ý này không ta? Nên bác sĩ tốt nhất là chính mình, ý đầu tiên là bởi vì không ai hiểu cái bất ổn đó hơn bản thân của người bệnh, nhưng mà họ không gọi tên được, nhưng mà bác sĩ người ta gọi tên được, vậy thì chỉ cần huân tập được khái niệm nguồn mà gọi tên được thì đã có thể là bác sĩ của chính mình rồi, nên với khái niệm bác sĩ tốt nhất là chính mình, các anh chị có thể mở ngoặc ở dưới gọi là bác sĩ gia đình, bác sĩ tự thân, là tự mình sẽ trở thành bác sĩ của mình nếu mình đủ khái niệm nguồn, và khi đủ nhận thức đó rồi, khi gặp bác sĩ mình không có sợ hãi, mà mình bắt đầu mình xem bác sĩ ở bên ngoài là đồng nghiệp của mình cần họ cho mình khái niệm nguồn, nên quá trình giao lưu với bác sĩ mình rất là vui vẻ, mình rất là cầu thị để mình học hỏi, mình không có sợ hãi, còn khi chưa có nhận thức này gặp bác sĩ không dám hỏi cũng không dám nói sao nghe vậy cũng không dám cãi, hỏi lại vài câu cái bác sĩ cự nó, ông bác sĩ tôi bác sĩ, cái mình đứng thinh luôn dám nói gì hết, ngày đẹp trời. May mắn hồi xưa là Vũ có được cái tinh thần này, nên khi nói năng với bác sĩ này kia người ta không có cự, người ta thương người ta chỉ. Vũ nhớ hoài đợt đó Vũ cũng đau bụng, cái đi vô khám, khám ở bệnh viện đó, khám xong hết rồi bắt đầu cổ không ra gì hết, cái đi siêu âm nhưng mình cứ đau, cái cho đi siêu âm cổ không thấy gì, cho đi xét nghiệm máu mọi chỉ số nó cũng bình thường, cái ra bác sĩ nói một câu đó, bác sĩ nói một câu chưa phát hiện bệnh tật, không thấy có vấn đề gì vùng bụng hết đó, nên là chưa có kết luận bệnh, rồi cái đưa cho Vũ 2 tuần thuốc uống, cái nó uống thuốc này đi rồi 2 tuần sau về vô tái khám, cái Vũ hỏi một câu đơn giản, dạ thuốc này thuốc gì vậy bác sĩ, nói bác sĩ nói em có bệnh, vậy thuốc này thuốc gì. Em có bệnh uống thuốc gì, mà nếu không kết luận được bệnh mà đưa thuốc này thì sao dám uống, mà bác sĩ cũng không biết bệnh gì, vậy thuốc này thuốc gì. Cái tự nhiên ông cũng chưng hửng luôn, ông bác sĩ ngồi hé, ông cũng chưng hửng luôn, ông cứ hé rồi sao, tại nếu coi kỹ lại thì nó là thuốc trợ cho tiêu hóa, hỗ trợ là ba cái hỗ trợ cho, rồi bao tiết thuốc tiêu rồi thuốc giảm đau khi cần,
nhưng mà kết luận mình không có gì mà uống thuốc thì thấy nó hơi phi lý không? Nhưng mà hên là cái lúc mình hỏi mình vui vẻ chứ mình không có dặn dẹo người ta. Hên là mình cầu thị mình hỏi, nói ủa bác sĩ em có bệnh gì hết, cái thuốc này thuốc gì bác sĩ, mình vừa hỏi vừa cười vậy đó. Cái ông chân thẩn này thì thuốc này nó hỗ trợ tiêu hóa này kia thôi, dù mắc cười nói em bác sĩ không biết em bệnh gì mà đưa thuốc rồi sao em dám uống, em biết thuốc này thuốc gì muốn. Hình dung cái này không? À, cái nó nói ngồi xong bác sĩ cười à, cái bỏ lại hết đưa cho cái gói hỗ trợ cho cái rổ bao tiết tay nhiều à, may mắn là vậy đó, Vũ có nhận thức đó. Trên từ lúc đi học qua lại cái ngành y học lại á, cái vô gặp bác sĩ đông y bác sĩ tây cũng hay cự Vũ chứ, cái người ta thương người ta chỉ cái gì họ không biết nó không biết, cái gì không biết là nó không biết à, còn cái nào mà thấy mình nghi ngờ cái nó dạ em biết được vậy đó, không biết đúng sai bác sĩ coi thêm giúp em à, rồi cái nào mình biết chắc á nhưng mà theo khái niệm nguồn nào thì mình nói dạ với khái niệm nguồn của đông y em được học á nó là gì nè, em biết nó là gì nè, rồi với dinh dưỡng học á trong quá trình hỗ trợ nhiều năm trong dinh dưỡng học thì em biết nó là gì nè. À, thì từ cái ngày đó đó mình sẽ trở thành bác sĩ của chính mình, gọi là bác sĩ tự thân. Thì lúc đó mình sẽ được bác sĩ người ta tương trợ cho bộ khái niệm nguồn. Những người chuyên môn sẽ giúp đỡ mình hoàn thiện thêm cái đó. Mình cũng không sợ hãi khi gặp bác sĩ mà rất hào hứng vui vẻ, bởi vì gặp đồng nghiệp mà sợ gì? Thì hiểu ý này không ta? Thì đủ nhận thức đó thì dần dần mình mới có khả năng làm chủ sức khỏe của mình, và ngay cái thời điểm này đó, các anh chị mới trở thành bác sĩ tốt nhất của chính mình. Và nhớ bác sĩ tốt nhất của chính mình không có nghĩa là mình đi ra ngoài mình hơn thua với bác sĩ, đừng có hiểu nhầm ý này nha, nhiều người hiểu không tới á, cái tưởng này nói này xong cái ra cử bác sĩ tốt nhất là chính mình, lỡ ngày nào đó cái chuẩn bị đau bụng đẻ cái chở về bệnh viện phụ sản cái bác sĩ nói câu bác sĩ tốt nhất là chính mình, chở về tự đẻ đi rồi xong phi luôn. Hiểu ý này không ta? Dạ thì mình sẽ có cái làm được, tại bác sĩ cũng có bác sĩ chuyên khoa cũng có bác sĩ đa khoa, thì có cái mình làm được có cái mình chưa thì mình làm thêm, huân tập thêm thôi. Rồi sau khi mình hiểu cái này rồi mình gọi tên chính xác, mình có giải pháp rồi, quay lại chỗ này mình huân tập thêm khái niệm nguồn, thấu suốt nhân sinh, kích hoạt được cái năng lực tự chữa lành nữa, thì chính thức từ thời điểm đó mình hoàn thiện cái việc mình là bác sĩ của chính mình. Hình dung ý này không ta? Dạ. Cho nên gói gọn lại, để có thể trở thành bác sĩ tốt nhất của chính mình á, nó có hai từ, có hai cái điều kiện cơ bản. Một, để có thể trở thành bác sĩ tốt nhất của chính mình, một á, đó là hiểu mình. Mình hiểu mình tức là mình gọi tên và có giải pháp là ý thứ nhất. Ý thứ hai là mình kích hoạt được cái năng lực tự chữa lành, mình kích hoạt được cái này. Thì gom hai cái này lại, mình sẽ trở thành bác sĩ tốt nhất của chính mình. Thiếu một trong hai chưa được. Ngại. Cả nhà kịp ý này không ta? Dạ. Dạ. Rồi, nó quan điểm số 5 đơn giản là vậy đó. Quan điểm số 5 đơn giản là vậy đó.
À, mà hiểu được quan niệm này nữa thì sinh mệnh của ai đó sẽ được đảm bảo hơn chút, có thêm một hy vọng. Rồi, chúng ta đến quan niệm số 6. Quan niệm chuẩn số 6. Quan niệm chuẩn số 6. Sức khỏe là tổng hòa của nhiều yếu tố. Sức khỏe là tổng hòa. Của nhiều yếu tố. Sức khỏe là tổng hòa của nhiều yếu tố. Với quan niệm này, cả nhà giúp đỡ Vũ vẽ ra một cái hình tứ giác, nó đơn giản như thế này. Vẽ ra một cái hình tứ giác như thế này. Nó tượng trưng cho một cái bàn có bốn cái chân. Trong ví dụ này là cái bàn có bốn chân. Rồi. Các chị ghi là sức khỏe tối ưu. Trong ví dụ này là cái bàn có bốn chân. Điều quan trọng của cái bàn này á, nó không phải là bốn chân nó ngắn hay nó dài, mà là bốn chân này nó đều và nó chắc. Bốn chân này nó đều và nó chắc thì cái bàn nó mới vững được. Cho nên bốn chân này phải song hành, phải đồng thời, chứ không có từng chân và lần lượt. Sức khỏe nó cũng giống như vậy, nó có bốn cái yếu tố phải song hành, nó phải đồng hành với nhau, chứ không có từng bước từng loại. Thì bốn cái yếu tố này khi nó cân bằng nó sẽ giúp cho cái bàn nó vững chắc. Tương tự như vậy, sức khỏe của con người nếu hàng ngày duy trì được bốn yếu tố này sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn. Bốn yếu tố đó lần lượt là chân thứ nhất, đó là chân tinh thần.
Xã hội thì người ta dùng cái từ là tinh thần lạc quan. Nên nhiệm vụ của mình là làm rõ lạc quan là gì? Làm rõ lạc quan là cái gì? Làm sao để lạc quan? Khi chưa nắm rõ được cái này, các anh chị quay lại lớp nội tâm. Hiểu cách đơn giản đó chính là tâm thái. Thì tinh thần lạc quan, các anh chị làm được khái niệm nguồn trong lớp thấu hiểu nội tâm. Đó là an vui, bao dung, trân trọng biết ơn. An vui, bao dung, trân trọng biết ơn. Mãi mãi tuổi 20. Đó là tâm thái chung và tâm thái riêng của ngành. Khi nắm được cái yếu tố đó, chúng ta vận hành được, chúng ta thấu suốt, và chúng ta luân chuyển phù hợp trong từng bối cảnh, thì ngay cái thời điểm đó chúng ta đạt được cái chân thứ nhất này. Đây cũng là yếu tố mà các chị sẽ thấy rất rõ trong cuộc sống. Khi tinh thần của một người á, họ tự làm chủ được, đứng trước cái vấn nạn về sức khỏe, họ đối diện và họ vượt qua đơn giản hơn người khác. Họ đối diện và vượt qua đơn giản hơn người khác. Nên tâm thái nó quyết định sướng khổ của con người. Tâm thái nó quyết định sướng khổ của con người. Nó không chỉ đơn thuần là trong yếu tố sức khỏe không, trong cuộc sống cũng vậy. Có cái anh chàng kia, anh nỗ lực, anh phấn đấu suốt nhiều năm, anh tạo dựng được sự nghiệp. Sau 10 năm thì trong cái cơn khủng hoảng kinh tế, cái công ty phá sản. Cái mọi thứ tạo dựng được trong 10 năm nó ra đi tay trắng. Cái ảnh buồn quá, cái tính bỏ luôn cái cuộc đời này, tính quyên sinh. Cái đi lang thang lần cuối trên phố, cái khoảng 2 giờ sáng cái tới công viên, anh tính nó bỏ mình rồi đó. Cái mới gặp một cô gái cũng lang thang ở công viên khoảng 2 giờ sáng. Cái lần la hỏi thăm, hỏi giờ này ra đây làm gì. Cô gái khóc bù lu bù lo mới kể lại: em quen với cái anh chàng kia cũng 5 năm, thì ảnh hứa cưới, 5 năm này làm lụng vất vả, tích lũy tiền bạc để chuẩn bị hai đứa thành thành hôn. Rồi sau 5 năm cái ảnh lấy người khác, cái số tiền dành dụm cũng không còn. Ảnh thành đạt xong cái lấy người khác, em đau khổ quá, em tính quyên sinh. Cái lúc mà nói vậy đó thì tâm trạng lúc này đâu còn gì nữa. Cái chàng trai á, nghe cô gái nói vậy xong á, cái mới trong giây phút đó cũng không có suy nghĩ gì, cái chợt thốt lên câu: cô gái à, vậy thì trước trước 5 năm trước á, trước khi quen chàng trai đó cô sống làm sao? Cái cô gái giật mình: ừ ha, trước khi quen nó mình cũng sống tốt mà, giờ không có nó cũng sống từ đầu thôi chứ có gì đâu buồn. Dịch chuyển nốt nhạc trong một nốt nhạc, nó: ừ ha, 5 năm trước trước khi quen chàng trai đó mình cũng sống một mình, thì giờ mình cũng quay về mình chứ có gì đâu, làm lại thôi, biết đâu chàng trai khác tốt hơn sẽ đến với mình. Cái cô gái tự nhiên dịch chuyển tâm thái, cái ngay thời điểm này cái thay đổi nhận thức, cái cuộc sống vui vẻ lại. Cái lúc này quay lại tự nhiên cái cũng buột miệng hỏi lại cái ông, cái chàng trai đó: rồi vậy chứ giờ này ông ra làm gì? Cái vô tình cái cô gái hỏi ngược lại, cái ổng cũng đổi nhận thức luôn. Ông nói: ừ hết 10 năm trước tay trắng xây dựng cơ đồ, giờ phá sản làm lại chứ có gì đâu bộ, mất mớ gì phải chết. Cái tự nhiên cái câu hỏi khơi khơi vậy đó, cái hai người đổi nhận thức với nhau thì quay lại cuộc sống bình thường, phấn đấu tiếp. Nên đôi lúc trong cuộc sống chúng ta thấy một câu nói thôi có thể giúp cho người ta thay đổi một cuộc đời. Một câu nói thôi có thể giúp cho người ta thay đổi cuộc đời. Nên ta còn gọi là gì, cao nhân là vậy đó. Biết đâu đơn thuần vậy đó, trong sức khỏe nó cũng giống như vậy. Cái nhận thức, tinh thần nó sẽ quyết định cho người ta thay đổi và vượt qua nhiều cái vấn nạn trong cuộc sống. Góc tinh thần chúng ta sẽ thấy rất nhiều, mà một trong những cái đơn giản nhất đó là người ta thấy được có lời khuyên là cũng nên vui vẻ. Người ta nói là vui vẻ đẻ ra tiền, buồn phiền nó sinh bệnh hoạn. Có nghe câu này chưa? Nên mình lý giải.
Trong cái góc độ của lạc quan thì nụ cười là một trong những cái mà người ta hay khuyên, nhưng giúp đỡ Vũ á, đó là làm được tốt hơn nữa, đó là nhan thí, và đơn giản hơn nữa là tập nụ cười của trẻ thơ á. Mình tập nụ cười của trẻ thơ, mình thấy mỗi đứa trẻ nó cười đều thấy dễ mến không? Các anh chị thấy mỗi đứa bé nó cười đều thấy dễ mến không? Nó cười là muốn hôn đó à. Đứa nào cũng vậy trơn, cười là muốn hôn đó. Nhưng dần dần qua quá trình trưởng thành đó, cái nụ cười con người dần công nghiệp hóa đi, cái nào không còn lại như trước nữa. À, lúc còn nhỏ cười ai cũng muốn hôn, nhưng lớn lên có một số người cười cái người ta muốn tác động vật lý. Nó xuất phát điểm nó tự gì mình học lại cái nụ cười đó. À, nụ cười của trẻ thơ. Dạ, nụ cười của trẻ thơ. À, và học thêm một cái tính, cái tánh của cái các trẻ thơ đó, là sống với thực tại. Khi đang chơi, đang vui vẻ đang chơi, à, cái lúc đó cái mẹ vừa mở cửa đi làm về, nó á mẹ về, chạy ra ôm mẹ, quên hết tất cả đồ đang chơi, cái quay ngang thấy cha đang dắt xe vô, á cha về, nó chạy lại nó ôm cha nó quên mẹ nó rồi. Rồi ngay giây phút á, vừa vừa thả nó xuống, cái con bướm nó bay qua, á bướm. Nó rượt theo con bướm, nó quên luôn cha với mẹ nó. Và mỗi thời điểm đứa trẻ nó chỉ sống thực trong cái giai đoạn nó đóng thực tại của chính nó, nên lúc nào mình cũng thấy mỗi đứa trẻ nó hồn nhiên là như vậy. Còn khi lớn dần lên, các anh chị sẽ thấy thường hay mắc phải, đó là con người á đang ở thời điểm này, nhưng mà thường đầu óc á, một là lo nghĩ quá khứ, hai là lo lắng cho tương lai, nhưng mà thực tại thì không nắm bắt. À, nên cuối cùng dần dần mình phát hiện một trong những cái đau khổ của cuộc đời của con người á, là thời điểm giây phút hiện tại không có sống trọn vẹn với nó. Đó là lý do một trong ba câu hỏi quan trọng của đời người á, thời điểm nào là quan trọng nhất. Khi ai đó bắt đầu sắp xếp công việc thời gian, quay về bên gia đình, khi được nghỉ phép, về nhà được phép 2 ngày phép, 3 ngày phép, cái quay qua quay lại hết 2 3 ngày, cái lên xe đi công việc tiếp, thì lúc lên xe cái giật mình mới phát hiện hình như là 2 3 ngày vừa qua cũng không thấy ai trong nhà, cũng nói chuyện với ai. Rồi đến cơ quan thì đầu óc lại lo lắng về gia đình, nên cuối cùng nó làm cho bất ổn. Có một nhà sư cùng một chú tiểu đi qua một con suối. Lúc đi ngang con suối, lưu ý giúp Vũ là câu chuyện này chỉ nhằm ngụ ý nói lên cái ý nghĩa của cái nội dung mình vừa chia sẻ, chứ không có ý nghĩa nói về tôn giáo. À, các anh chị giúp đỡ Vũ, các anh chị chú ý tới nội dung. Dạ, rồi anh không nói về tôn giáo. Dạ, thì lúc này có một cô gái cũng chuẩn bị đi ngang suối, nhưng mà lúc này suối thì nước nó đang dâng cao quá, mà mặc váy nữa thì qua nó kỳ quá, vén cái váy lên qua suối thì nó kỳ. Thì nhà sư thấy vậy xong mới nói thôi con lên vai ta đi, ta cõng con qua suối. Thì sư thầy mới cõng cô gái qua suối, bởi vì một hành vi đơn giản là giúp người. Nhưng mà chú tiểu lúc này thấy thấy sư thầy cõng á, thì lúc này cái nội tâm loạn chút xíu, nó sao kỳ như trời, ông thầy mình sao lại cõng gái qua suối, ông trụ trì của chùa này sao cõng gái qua suối kỳ vậy ta. À, cái cứ đắn đo hoài, lăn tăn qua suối xong rồi á, cái cô gái cảm ơn sư bà đi. Thì lúc này chú tiểu về chùa ngủ không được, hết ngày này qua ngày khác, 7 8 ngày trôi qua bồn chồn chịu không nổi nó. Thì cuối cùng xong á, sau 7 8 ngày, lúc đang gõ mõ tụng kinh buổi sáng chịu không nổi mới ra nói với thầy, con thấy thầy làm cái chuyện này con coi không có được. Sư thầy đang tụng kinh đang gõ mõ, cũng không biết chuyện gì, nó ta làm cái gì mà con thấy không được, nó thầy là cái chủ trì của chùa này sao thầy lại cõng gái qua suối. Cái thầy mới hỏi ta cõng gái qua suối cõng nào. À, cái chú tiểu mới nói là gì, cô gái tuần trước ở suối á, cái sẵn đang cầm cái cây gõ mõ đang sẵn đang cầm cây gõ mõ. À, sư thầy mới gõ chú tiểu một cái bon gõ động cái bon mới nói gì nè, à, cô gái đi rồi sao con còn dương vấn.
Hình dung ý này không ta? À, bởi vì chú tể không sống với thời điểm thực tại mà sống với thời điểm của 7 ngày trước. Và cứ như vậy suốt 7 ngày trôi qua, à, cái tần số rung động năng lượng nó cứ thể nghiệm ở cái khoảng không gian đó, nên cứ đắn đo hoài không thấy được. Nên không sống được trọn vẹn với thực tại. À, rồi dần dần tự làm cho bản thân đau khổ. Thì cũng tương tự đối với sức khỏe của con người cũng giống như vậy. Một ai đó trước đây bởi vì chưa có đủ khái niệm nguồn và chưa có biết cách chăm sóc sức khỏe của chính mình mà cái túi mật nó bị sỏi lớn quá phải cắt bỏ. Mười mấy 20 năm trôi qua rồi. Nhưng khổ nỗi một điều cái túi mật đã cắt 20 năm rồi, ngày nào cũng nhớ nó. Ngày nào cũng nhớ cái túi mật đã cắt suốt 20 năm. Trong khi tim nó còn, gan nó còn, thận nó còn, ruột nó còn, dạ dày nó còn. Ở giây phút thực tại 20 năm qua không hề quan tâm lo lắng. Không hề quan tâm chăm sóc nó. Mà nhớ cái ông mật đã cắt bỏ 20 năm. Hiểu ý này không ta? Cụ thể một chút. Các anh chị đưa cái tay của mình lên giúp vô. Cái bàn tay của mình. Tay nào cũng được. Các anh chị bóp lại. Rồi. Các anh chị à, bóp. Dạ. Mở ra bóp vào liên tục dùng vô. Nè, nhanh chút xíu nữa. Nhanh chút. Nhanh nữa. Chậm lại chút. Rồi bóp 10 phút á. Rồi nếu mình bóp liên tục 10 phút vậy thì mình mỏi không? Mỏi thì mình phải phải dừng lại. Rồi cái chị nắm chặt tay mình lại. Đặt lên trái tim của mình. Cái chị mới nói gì nè. Tim ơi, bạn có mệt không? Tim ơi, bạn có mệt không? Nó liên tục mà. Nó đâu có dám dừng gì. Nhưng mà nếu nói về góc độ khoa học á, thì nó khoảng nghỉ được cũng không phết mấy giây đó. Ở trên cung lượng tim, nó cũng có thời gian nghỉ nhưng ngắn lắm. Mà nó bóp liên tục trong suốt phần đời của mình. Lúc vui, lúc buồn, lúc giận hờn, lúc ghen tuông, lúc mệt mỏi, lúc u sầu, lúc cô đơn, hả? Vân vân và vân vân. Lúc ngủ hay lúc thức, nó vẫn đập. Nhưng mà thường ai đó có quan tâm tới nó đâu. Những cái gì mình ăn vào trong cơ thể này, trước khi nó đi khắp nơi trong cơ thể, nó đều phải qua lá gan xử lý. Nhưng có ai nhớ tới gan đâu. Uống nước vô cơ thể này, những gì là dạng lỏng thì thường hàng thận nó lo hết. Cái thận nó có dài khoảng 37-39 cm, nó rộng khoảng 5 cm, nó như cái hạt đậu nó dài cỡ này. Một ngày nó lọc khoảng hơn 180 lít nước. Thử tưởng tượng lấy bình nước 180 lít, nó để lên trần nhà, xả cái vòi vô họng mình, xả liên tục 180 lít, mình chịu nổi không? Nhưng mà ngày nào nó cũng lọc như vậy. Nhưng đâu có ai nhớ đâu. Quên luôn. Nhưng khổ nỗi trong cái quá khứ của một người nào đó bất ổn, các cái túi mật bỏ đi rồi. Cứ ngày ngày nhớ về cái túi mật. Mật ơi, bạn ở đâu? Bạn đâu rồi, mật ơi? Trong khi mấy ông hiện tại còn lại thì không có chịu quan tâm chăm sóc, nên cuối cùng nó bất ổn. Giống như có một số người bố hay nói vui, bị bú cổ á, ngày nào đánh răng súc miệng cũng vô co cái nó bự hay nó nhỏ, vạch cái cổ ra coi nó bự hay nó nhỏ. Cái vụ nó một câu gì nè, mắt nó đẹp quá sao không chịu coi. Mắt mình đẹp lắm mà sao không chịu coi, cái miệng mình đẹp lắm mà sao không cười, lỗ mũi là đẹp lắm mà sao không chịu quan sát ta, lỗ tai này cũng ngon lành lắm mà tại sao không nhìn thấy, người ta thấy cái bú cổ không vậy. Hiểu ý này không ta? Các anh chị hình dung cái này không? Nên cái tâm thái của mình, cái tinh thần nó quyết định lớn lắm trong cuộc sống. Dạ. Nên cái thời điểm này tập cái đó. Rồi dần dần mình tập luôn. Một người lạc quan thường biểu hiện qua nụ cười là đơn giản. Nhưng nụ cười nó lại xuất phát từ bên trong. Như trẻ thơ. Rồi tập sống với thực tại. Dần dần cái mình phát ngôn ra. Ngôn từ của mình dần dần nó trở thành ngôn thí. Thì lúc đó nó cũng là một cái biểu đạt của một người lạc quan. À, thuận cảnh mà mỉm cười đó bình thường, nhưng mà nghịch cảnh vẫn mỉm cười nó mới phi thường. Thuận cảnh mà mỉm cười đó là bình thường đúng không? Dạ. Nghịch cảnh vẫn nở được nụ cười à, đó mới phi thường.
À. Nên nghịch cảnh không phải để cho con người phá sản mà phá kỷ lục bản thân mình. À, buồn cũng qua ngày, vui cũng qua ngày, sao không vui vẻ để qua? Dạ. À, cứ như vậy mình làm lớn dần lên, mình làm lớn dần lên à, cái niềm vui trong cuộc sống à, cái ngôn từ của mình bắt đầu ánh sáng dần lên, ngôn từ kiến tạo hình ảnh, ngôn ngữ kiến tạo hình ảnh, rồi ánh sáng đưa vào để nó thuận dòng trong cuộc đời của mình. Thì đó là những cái biểu hiện cơ bản về vật chất hóa nếu theo góc độ của xã hội người ta đánh giá là lạc quan. Nhưng theo góc độ, góc nhìn à, theo khái niệm nguồn của nội tâm thì đó là an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn và nhớ luân chuyển phù hợp trong từng bối cảnh. Luân chuyển phù hợp trong từng bối cảnh. Dạ. Ngại. Đó là gốc tinh thần. Đủ đầy hơn, các anh chị học lại, nghe lại, huân tập lại khái niệm nguồn nội tâm là chúng ta có được cái chân thứ nhất. Có được chân bàn thứ nhất. Chân bàn thứ hai. Chân bàn thứ hai đó là vận động. Chân bàn thứ hai đó là vận động. Thì vận động, người ta dùng cái từ là vận động hợp lý theo tuổi tác, theo nhu cầu, theo sở thích, theo mong muốn của chính họ mà vận động cho hợp lý. Và quá trình vận động à, chúng ta cần phân biệt cái khái niệm nó khác biệt giữa vận động và lao động. Nó không nằm ở hình tướng mà nó có sự lồng ghép vào, đó là ở cái chân số 1, cái chân tâm thái, cái chân tinh thần. Bởi nếu mình không thấu suốt hoặc là không lý giải hoặc không hiểu chỗ này à, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều cái trường hợp, đó là khi mình khuyên ai đó đi vận động, đi thể dục thể thao, cái người ta sẽ nói gì nè, vận động có gì mà vận động, trời ơi cô làm cả ngày con ơi, cô làm từ sáng tới tối vận động gì nữa, hiểu ý này không ta? Cái đó là lao động chứ không phải vận động. Vận động hay lao động nó không phải chỉ nằm ở hình tướng đơn thuần mà nó còn bao hàm cả cái nội hàm ở bên trong, đó chính là cái gốc tâm thái. Vận động hay là lao động nó chỉ cách nhau, nó có một sợi chỉ thôi, nó cách nhau có một sợi chỉ thôi, nên là nó nằm ở tâm thái, ở tâm thái. Tâm thái phù hợp, vận động nó trở thành lao động. Không phù hợp thì vận động trở thành lao động. Tâm thái phù hợp, lao động trở thành vận động. Cái này sẽ lý giải rõ qua khái niệm nguồn, quan niệm chuẩn số 1. Là sức khỏe là ưu tiên số 1. Dịch chuyển tâm thái. À, hình tướng đơn giản chạy bộ nè. Một ai đó đang chạy bộ nè. Lúc chạy bộ này nè, cô lại có vui không? Có hào hứng không? Có trân trọng biết ơn không? À, có thích không? À, lúc chạy bộ đó đó. Nếu mà bị ép chạy, hình tướng là vận động, nhưng nội hàm bên trong bản chất của cái hành vi chạy đó là đang lao động. Một người nào đó đang làm việc nhưng lúc nào mình cũng thấy người ta vui vẻ, hào hứng à, thì ngay cái thời điểm đó người ta hình tướng là lao động nhưng mà nội hàm cái kết quả mang tới cho người ta là vận động. Mà chúng ta đều biết cái sự khác biệt đơn giản về mặt kết quả, đó là vận động thì khỏe, lao động thì chưa khỏe à, hình dung ý này không à, nên Vũ hay ví dụ đơn giản trong cái phòng hỗ trợ sức khỏe xương khớp của Tâm Mỹ Dung, đó là à, cùng một cái tính chất công việc
đó là hỗ trợ sức khỏe, xoa bóp ấn huyệt. Một người có thể làm từ sáng tới tối nhưng mà lúc nào cũng vui vẻ thì lúc đó cái người đó đang vận động. Còn cái người mà chỉ bấm huyệt mới có vài ca thôi, ngáp lên ngáp xuống tìm cái chỗ ngủ nghỉ ngơi thì cái người đó đang lao động. Thì cái này mình sẽ tự liêm chính lại, mình so với mình chứ mình không nói ai. Ví dụ để mình thấy lại cái kết quả thực tiễn. Và cái này các chị sẽ thấy ở người lớn tuổi gặp rất nhiều. Tức là lớn tuổi kêu các anh chị á, các anh chị căn dặn, các anh chị nhờ, các anh chị giúp đỡ nhờ và phối hợp là bác, mẹ, ba, ông bà đừng làm nữa, nghỉ ngơi vui vẻ chơi thôi. Thì ngồi một chỗ vậy là coi chừng bệnh nặng hơn à. Nhưng mà cho các ông, các bà, các cụ cũng làm nhưng mà làm nhẹ nhàng vui vẻ thôi. Là gì? Có thể sáng sớm ra cho mấy con gà, mấy con vịt, mấy con cá. Ra gì? Ra vườn, tỉa tót này kia, dài cái lá, dài cái hoa, phun sương xịt xịt để kia chơi vui vẻ rồi đó, hay con này con nọ, chim này kia, cây cảnh này kia đó, thì lại khỏe. Tại cái thời điểm đó đó các cụ đang gì, đang rất là vui vẻ, rất là hào hứng, hình tướng thấy đang làm vườn nhưng mà thực sự đang vận động, đang hưởng thụ. Nên cái thời điểm nó càng làm càng khỏe, nhưng mà vừa ngưng làm là lại có bất ổn liền ra liền. Nên mình quá trình mà ai đó có người thân lớn tuổi ở trong nhà thì cũng phải nắm thêm cái này. Nếu không thì vô tình á, yêu thương không đúng cách thì lại hại. Cái này nó quan trọng lắm nha. Nó quan trọng lắm. Nên nó bao hàm cả yếu tố của tâm thái. Rồi quá trình vận động trong giai đoạn đầu thì mình nhớ ba cái từ khóa quan trọng của quá trình vận động. Đó là tốc độ, biên độ và cường độ. Tốc độ, biên độ và cường độ. Tức là tùy vào tuổi tác của mình, một cái môn vận động nào đó nó phải phù hợp với ba cái tiêu chí này. Ví dụ như chạy bộ đi. Các bạn trẻ đó, khi chạy bộ thì tốc độ nhanh, biên độ bước chân sẽ rộng, cường độ bước chân mạnh. So với ai đó là 50, 60 tuổi thì tốc độ chậm hơn chút, cái biên độ bước chân hẹp một chút, cái cường độ bước chân nhẹ hơn chút. Nó phù hợp với tuổi tác, với thể chất của mình. Rồi qua quá trình mình tập, mình quen dần cái đó, cái mình nâng dần theo thời gian. Cái mình nâng dần theo thời gian. Nâng dần theo thời gian. Nâng dần theo thời gian. Nâng dần sau một thời gian xong rồi, cái lúc này tốc độ tăng lên, cường độ tăng lên, biên độ tăng lên. Và tới một ngày nó trở thành nhận thức. Tức là tới một ngày đẹp trời, giờ giấc như thế nào không biết, khi làm về. Mình ví dụ chạy bộ thôi nha. Đó là đi về xong cái ăn uống này kia vui vẻ chút xíu, xong cái tự nhiên cái mình xỏ đôi giày vô. Cái người xung quanh hỏi, làm gì ạ? À? Mang giày làm gì ạ? À? Cái mình nói chạy bộ. Cái nói chạy bộ gì ạ? À? Cái nói thích chạy vậy đó. Thích chạy vậy đó. Nó trở thành một phần của cuộc sống của mình. Nó trở thành một phần của cuộc sống của mình. Trong cái list hàng ngày của mình, trong cái một ngày làm cái gì để khỏe, nó có một cái phần trong đó. Nó có cái gạch đầu dòng, nó gọi là vận động. Hiểu ý này không ta? Đó là cái mức độ nhận thức thứ nhất. Cái mức độ nhận thức thứ hai, dần dần mình nâng lên thành một cái nhận thức, nó không còn giới hạn nữa. Đó là gì? Tôi khỏe để có thể chơi được tất cả các môn vận động. Tôi vận động để khỏe hơn. Tôi khỏe nên tôi vận động, mà tôi vận động để tôi khỏe hơn. Chứ không phải vận động để lấy lại sức khỏe. Bởi vì nhận thức thông thường của một người á, đó là khi có vấn nạn diễn ra rồi họ mới chịu vận động. Họ tập để họ khỏe lại.
họ mập họ chạy đi cho ốm, chứ họ không nghĩ là cơ thể họ đang đẹp rồi họ chạy để đẹp hơn và duy trì và đẹp hơn. Thường là có bất ổn mới chịu tập, thì cái nhận thức tập để khỏe là chưa phù hợp, mà phải thay đổi nâng nhận thức lên, đó là tôi khỏe để tôi tập được các môn nào tôi thích, tôi khỏe để tôi tập được các môn nào tôi thích. Nên nhờ cái nhận thức đó đó mà cái môn Vũ thích đó, tới ngày hôm nay ở độ tuổi này á, mà so với các bạn trẻ thì nó vẫn còn ngon. Ví dụ như đá bóng thì Vũ vào sân đá bóng có thể đá liên tục 2 hiệp không thay bình thường ở độ tuổi này, nhưng các bạn trẻ khác 19 20 á thì dạy không nổi với một số bạn. Nhưng so với cùng trang lứa thì cái sức bền của mình á nó lại tương đối ngon hơn nhiều người. À, và khi mình hiểu ra cái này rồi mình cũng không so sánh vai luôn. Mình cũng không thấy mình hơn ai, cũng thấy thua ai, à, mà thấy cái sức của mình gì nó ngon để có thể chơi mấy môn nào mình thích là mình chơi được. Hiểu hiểu ý này không ta? Tới đây các chị hình dung được không? Hình dung được cái chân thứ hai này không? Vậy là các anh chị sẽ ngon dần lên. À, đó là cái chân thứ hai. Cái chân thứ ba. Cái chân thứ ba. Cái chân thứ ba. Đó là ngủ nghỉ phù hợp. Ngủ nghỉ phù hợp. Ngủ nghỉ phù hợp theo góc độ của khoa học thì nó phải đúng giờ, đủ giấc. Khoa học giữa công việc và ngủ nghỉ, rồi khi tới một giai đoạn cái mình ráp vô cái chân số 1 có góc tinh thần thì lúc này nhận thức nâng cao và hiểu rõ nó, làm chủ được nội tâm của mình, à, làm chủ thực sự nha, nâng nhận thức thực sự và chuyển dịch thực sự, thì lúc này cái giấc ngủ nó không còn giới hạn ở cái số lượng giờ giấc nữa. Nên là không còn phải ngủ 8 giờ mới khỏe, ngủ 2-3 giờ cũng khỏe, nhưng quan trọng lúc ngủ á, cái tần số rung động nó mức độ nào. À, giống như thầy Toàn vậy đó, thời gian ngủ á, thầy hay nói mà một số người tới giờ cũng chưa hiểu. Thế là một ngày á, Toàn ngủ tới 48 tiếng lận. Các anh chị hiểu câu nói đó không? Một ngày á, Toàn ngủ tới 48 tiếng lận. À, thầy nói suốt luôn, không ai hiểu vậy. Là tưởng thầy nói giỡn. À, rồi mãi tới lớp master thầy mới giải cái đó. À, mỗi cái giây phút mà thầy bắt đầu muốn ngủ á, buông cái, buông, ngủ. Ngay thời điểm đó, đưa về cái gì? À, an vui, tâm thái an vui. À, ở mức à, cân bằng. Thì ngay lúc đó cái trạng thái nghỉ ngơi thả lỏng toàn thân đó, à, cái mức độ mà trải nghiệm cái khoảng không gian đó, à, cái tần số rung động đó, cái thời gian nó kéo dài. Một cái giấc ngủ ngắn của thầy nó bằng với một người ngủ vài tiếng. Nên trong quá trình mà master thi á, thầy chợp mắt khoảng chừng phút, cái khoảng mà thời gian mà các master coi bài á, thầy nhắm mắt ngủ 1 phút, hình tướng là 1 phút, nhưng mà thầy trải nghiệm thời gian nó dài hơn. Cứ vậy trong ngày ngủ nhiều giấc thì thầy nói là thầy ngủ ngày tới 48 tiếng lận. Rồi, giây phút mà nâng được cái nhận thức, dịch chuyển được tâm thái thì thức khuya nó cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe. À, thức khuya nó không ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu hiểu được và nhận được cái đó nha. Còn chưa hiểu và chưa nhận được, hiển nhiên phải làm theo góc độ khoa học. À, nên đôi lúc trong cuộc sống nó thỉnh thoảng mình cũng làm được. Dạ.
Cảm ơn anh Lương phản hồi. Trưa nay cũng trải nghiệm được ha. Dạ. À. À, quý thầy cô trong quýt á, thì đạt được cái trạng thái đó là muốn ngủ nào ngủ. Muốn ngủ giờ nào là ngủ. Cái chỗ ngủ nó không còn quan trọng nữa. Nếu cho ngủ nha. Lăn ra cái nào. Rồi. Nói, đôi lúc nó thẳng ra là ngủ như heo. Ngủ nó say. Ngủ là ngủ à. Tích tắc. Đang nói chuyện vui vẻ nó ngủ ha. Quen ngang rồi ngủ. Lẹ tới vậy đó. Nhưng nhiều người đã có thể chợp mắt và ngủ được cũng không đơn giản. Hình dung được không? Dạ. Yeah. Còn ngủ từ 11 giờ 30 đến 6 giờ 30 mà vẫn thèm ngủ. Góc độ khoa học là cái hệ thống duy tu á. À, rồi cái cơ chế lúc nãy mình coi cái tự chữa lành đó nó chưa kích hoạt. À, góc độ dinh dưỡng đó là cái lượng năng lượng đó, nó vẫn còn chưa có phù hợp, công năng của cơ thể còn kém. À, nên ngủ là cái cơ chế để cơ thể nó sửa chữa, nó tái cấu trúc lại. À, thì ngủ nghỉ phù hợp này, à, chúng ta sẽ bắt đầu có nghi thức nghi lễ. À, nghi thức nghi lễ. À, ngày mai chúng ta sẽ nói cái đó. À, để giải sâu luôn cái chân bàn này. À, đủ nghi thức nghi lễ tham khảo thôi nha. À, các anh chị sẽ có được cái cho riêng mình đó, mỗi người sẽ có một cách riêng mình. Nè, thì mình tham khảo trước, tham khảo trước. À, liên tục. À, nói ra thì các anh chị có thể nghi vấn hay nghi ngờ đó, tùy các anh chị. Với cá nhân Vũ thì xuyên suốt từ tháng 3 năm trước đó, là từ đại hội Mentor 3 tới giờ thì hơn 90% ngày á, hơn 90% một ngày Vũ ngủ khoảng chừng 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi. Hơn năm nay á là từ đại hội Mentor 3 khi về lại ở Sài Gòn, lịch trình của Quyết với của Tâm Y Dung bắt đầu có điều chỉnh. Với lại lịch trình bên trường cũng điều chỉnh. Rồi bên công việc nữa, nó cũng điều chỉnh. Nó phải sắp xếp, sắp xếp, sắp xếp, sắp xếp. À, à, nên là gần như trong hơn năm nay, tính ra là từ tháng 3 giờ tháng 12 đúng không? Vậy là 5, 8 tháng. Đúng không? 5, 9 tháng. Khoảng 5, 9 tháng nay là ngày có 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi. À, nó hết năm thì nó hết hết nó đúng thời lượng thì nó kỳ, mà khoảng 80-90% thì nó có. Nhưng mà tự nhiên bản thân mình trải nghiệm hơn năm qua, mình phát hiện ra điều hình như mình trẻ hơn năm trước. Mình khỏe hơn năm trước. À, cái thời lượng mà nói á, thì các anh chị biết rồi đó, quýt mà cho nói á, nó nói từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, nó hoài không hết. À, thì cái âm của Vũ các anh chị thấy nói là liên tục suốt suốt gì hơn năm qua tới giờ, gần như ngày nào cũng 3 buổi mà cái âm nó vẫn còn ngon đúng không. Ngày hôm qua là nói từ 8 giờ rưỡi cho tới 10 giờ đêm. À, ngon hả? Thầy Toàn mới ngon. Giọng của thầy Toàn là mới ngon. Dạ, giọng của em nó cần, vẫn còn êm ái mượt mà, đôi lúc nó cũng là tiến sĩ gây mê. Có một số anh chị nói nghe thầy Toàn thì dễ ngủ. À, cũng nghe một số người nói nghe giọng thì Vũ cũng ngủ ngon. Ai dè nghe xong lúc đó vừa mới vô giấc ngủ, ông kể câu chuyện cười giật mình cười xong thức tới sáng luôn. Nên đổi chiến lược nghe nội tâm để ngủ. Dạ. Nó phụ thuộc vô cái tần số rung động năng lượng của mình. À, ngày mai mình hướng dẫn cái đó. À, thêm cái nghi thức nghi lễ. Rồi, đó là cái chân thứ ba. Mình cũng sẽ nói theo góc độ khoa học trước. À, để mình dùng cái góc nhìn của khoa học để đại chúng hóa. Sau đó cái nâng nhận thức lên, thêm góc nhìn, mở rộng hệ quy chiếu để ai đó nâng được nhận thức luôn thì giấc ngủ của họ sẽ cải thiện tốt hơn trong phần đời còn lại.
Rồi, cái chân thứ tư. Cái chân thứ tư. Đó là dinh dưỡng cân bằng. Dinh dưỡng cân bằng. Trong cái chân này đảm bảo cân bằng ba cái yếu tố là đạt. Thứ nhất, đó là cân bằng về màu sắc khi ăn. Thứ hai, cân bằng năng lượng khi ăn. Và thứ ba là cân bằng nhóm chất khi ăn. Tức là một lần ăn được bao nhiêu chất, mỗi chất ăn bao nhiêu, màu sắc như thế nào. Nên để khỏe thì nó gói gọn trong bốn câu là tinh thần lạc quan, vận động hợp lý, ngủ nghỉ phù hợp, dinh dưỡng cân bằng. Và các anh chị nhìn lại giúp Vũ ha. Nếu hàng ngày mà chúng ta duy trì được bốn cái yếu tố này, theo các anh chị sức khỏe mình khá hơn chưa? Nhìn nhìn lại giúp Vũ ơi. Nếu mà làm được bốn cái yếu tố này, bốn cái chân này thấy ngon không? Thấy ngon không? Khá không? Dạ. Ai đó đang có vấn nạn sức khỏe và làm được bốn cái chân này, bốn cái yếu tố này thấy khỏe hơn không? Còn đang khỏe mà làm được cái này à, không phải khá mà là tốt đúng không? Được, ngon. Rồi, vậy thì khỏe hay là chưa khỏe, làm này đều khỏe hơn, thôi làm đi đỡ gì nữa đúng không? Khỏe hay không khỏe, làm bốn yếu tố này đều khỏe hơn, làm đi. Dạ. Nên quay lại cái ngày đầu tiên ở cái slide thứ ba. Slide thứ ba. Hành trình đời người quyết định bởi sức khỏe. Nhưng sức khỏe được quyết định bởi lối sống. Thì ngay cái phần này các anh chị giúp đỡ Vũ hàng ngày. À, trong hành trình cuộc đời của con người á, cái hành trang của các anh chị giúp đỡ Vũ dắt theo cái bàn này được không? Còn ai thấy cái bàn này nặng quá, thôi vớt bốn cái chân thôi. Hình dung được không? Đó, nên hành trình các anh chị đó, mang theo bốn cái chân bàn, mang theo cái bàn này hàng ngày, hành trình này thêm cái này vô à, là người bạn sức khỏe sẽ bên cạnh chúng ta, người bạn sức khỏe sẽ song hành cùng với mình và từ đó sẽ hướng tới sức khỏe tối ưu, bắt đầu bước vào hàng ngũ của những người khỏe mạnh. Dạ. Được hen. À. Nên đối với cái quan niệm số 6 này, à, khi có cái vấn nạn sức khỏe diễn ra, đừng hỏi uống cái gì hết bệnh, đừng có hỏi uống cái gì khỏe. Không có uống cái gì hết bệnh, không có uống gì khỏe hết trơn, mà là làm cái gì khỏe thì có. Bởi vì uống cái gì nó chỉ là một phần nằm trong lộ trình làm cái gì. Uống mà không ngủ thì sao khỏe? Uống mà không ăn thì sao khỏe? Uống mà tinh thần không lạc quan thì sao khỏe? Uống mà không có vận động rồi sao phục hồi? Nên uống là một phần nằm trong lộ trình. À, cho nên trong cái khía cạnh có vấn nạn sức khỏe diễn ra, cái lúc này nâng nhận thức lên, cái mình hỏi làm sao để khỏe.
thì nó có luôn cái lộ trình này. À, ráp vô cái phương pháp cái nữa thì chúng ta có 5 câu. Tức là khi có vấn nạn về sức khỏe thì nhớ dụng dược phù hợp. Dụng dược phù hợp, mở ngoặc, dụng dược đó là điều trị đó. Thì nó có thuốc, nó có giải phẫu, vân vân, phẫu thuật, vân vân. À, dụng dược phù hợp là đại diện cho phương pháp điều trị. Thì quá trình mà có vấn nạn bệnh tật thì nó cần điều trị trước, phối hợp với bốn cái chân bạn để nhanh khỏe. Sau khi khỏe mạnh thì duy trì bốn chân bạn. Thì bốn cái chân bàn này đó chính là bảo toàn và nuôi dưỡng. Còn điều trị là khi có bệnh tật. À, ráp vô cái đó nữa là nó ra. Hình dung ha. Cả nhà hình dung được ha. Dạ. Ngài. Hành trang cuộc đời mang theo cái bàn này. À, kỳ vọng là người bạn sức khỏe sẽ bên cạnh các anh chị, à, mỗi ngày nâng cấp mối quan hệ với bạn ấy để mình khỏe theo. Dạ. Ai. Tạm thời là chúng ta đi 99% 6 quan niệm chuẩn. Dạ. Ngày mai cái mình thêm cái nghi thức nghi lễ trong cái chân số 3 nữa là xong. Dạ. Này, tối nay mình miêu thai. Hẹn gặp lại cả nhà tối mai. Dạ, là bắt đầu vào học phần năng lực. Chúng ta bắt đầu thêm khái niệm nguồn và thêm tư duy. Dạ, cảm ơn cả nhà. Biết ơn cả nhà lắm lắm. Hẹn gặp lại lúc 19 giờ. Nhưng mà 18 giờ là mở rồi nha. 18 giờ là vô giao lưu với MC xinh đẹp. Nhờ 19 giờ thì Vũ xuất hiện cùng với cả nhà cùng trao đổi thêm. Dạ, cảm ơn cả nhà.